Không, thì mai có em. Thì mai sẽ về lâu lắm. Cái hé này bao nhiêu đây? 15. Nó có đủ màu, một xanh, một tím, một vàng, một hồng. Chào em, chào tất cả các chị đẹp nha. Em chào chị Dung Nguyễn, em chào tất cả chị yêu. Giờ chị thấy em chấm bài em xíu mấy chị nhá. Thì nãy chị nói khách 85 mà. Chị nói khách 85 chứ nói là sao rồi sao? Em kêu là không có khách trẻ mà em kêu hỏi cho là như phần nhà người đó. Thì bà nói với mẹ người đó rồi mà. Thì em nghe chị nói. Trời, chào cái gì đẹp nha, chào Kiều Văn nè. Trả lại cho khách 25 ngàn chứ. Trả lại khách 20 ngàn đi. Ừ, nói chuyện trả lại 20 ngàn. Quà 25 ngàn, đi đi. Rồi, cầm tiền trả chị đi. Kệ chị, nói chị đi, con lấy mình lấy chị. Kệ chị. Trời, em chào tất cả chị đẹp nha. Có thì chị phải nói là rõ ràng chứ. Đừng đừng đi gì cả. Mình sao trẻ được hàng ai cho trẻ? Phải đổi lại mẫu khác chứ. Mua hàng làm cái chuyện cho trẻ thì phải đổi lại mẫu khác chứ. Ờ, xe đại ngày mai có hàng đó cho chị nhé. Dòng khuyên trưa mai em sẽ lai quần xe đại em. Mình có dụng mua hàng chẳng thể cho trẻ hàng đổi qua mẫu khác. Chị đang xem cái gì vậy? Trời, em chào Thúy Nguyễn, em chào tất cả đẹp đi xem live nha mấy chị em. Trời, em chào mình đang yên sẽ lại tại cả nhà bà mấy chị ơi, cả nhà bà cho em xin chia sẻ like nha. Hôm nay em sẽ hàng lễ size trước mấy chị. À, ngày mai sẽ có đồ lạnh cho mấy chị với lại có quần jean size đại từ 30kg tới 45kg. Trưa mai em sẽ like quần jean, nên là ngày mai chị nào có size con bé thì ngày mai mấy chị theo dõi like cho em mấy chị nha. Hàng đó em chỉ chốt trên like cho mấy chị, em không chốt qua tin nhắn. Xếp tin bé trai ha, quần jean bé trai, quần jean bé trai túi hộp, quần kaki, quần jean size đại từ 30kg tới là 45kg em.
Rồi cả nhà vào mấy chị ơi. Đầm hả? Rồi ok. Chứ mà tối nay em sẽ hàng lễ sai đi. Ok Văn nha. Trai gái thì tối em sẽ hàng lễ sai cho mấy chị. Cả nhà chăm xin lúc chia sẻ like. Em chào chị Tuyết Nhung. Em lên hàng lộn xộn nha mấy chị nha. Hàng lễ sai mấy em. Còn mấy cái áo này em tặng cho mấy chị luôn. Cái này có size bé từ 10kg tới là 23kg chị nha. Áo sọc này em đang sọc cam. Sọc cam đầu lai em tặng mấy chị 45k. Áo sọc cam này em tặng mấy chị 45k đầu lai cho em chắc ba đẹp luôn. 45k. Size bé từ 10kg tới là 23kg chị nha. 10kg tới 23kg cho em mã sọc cam. Áo sọc cam cổ trụ. Đẹp lắm. Tối nay sẽ hàng lễ size cho mấy chị nha, hàng lễ size. Nói chung là tùm lum hết rồi. Nào lễ size sẵn hết cho mấy chị. Rồi là mã sọc cam á, áo này đẹp lắm. Em chào chị Hải Huỳnh. Từ 10kg tới là 22. Từ số 1 tới số 8 á, em còn lễ size tặng 45.000 áo này. Đó, sọc này đẹp lắm, mấy chị mặc tốt trên bao đẹp luôn á. Size số 8 này 23kg, 24kg mặc được nha. Nói chung là từ 10kg tới 24kg mềm á, 45k tặng hàng luôn. Hàng lễ size tối nay em sẽ rẻ lắm mấy chị. Rồi chị đã comment áo mấy chị nha. 45k áo này mấy chị mặc tết cho em bao đẹp luôn. Này lễ size cho em sọc cam 45.000, 10kg tới 23kg nhé. Sọc cam 45k, 10kg tới là 23kg em. Những cái áo này áo sớt chỉ tăng 50.000 nha. Bọn em tăng giá nhiều. Cho mẹ em bán giá nhiều. Em cẩn thận giá em cho chị nha, không có được báo giá kiểu đó nha. Lớn tặng sức thì tăng hơn 10.000 thôi. Em không giá like thì tăng hơn giá like 10.000. Bán tặng sức không được tăng giá anh Trung, mà mới được ship hàng giá anh chị. Ok, chúc chị Lan Thanh nha. 45.000. Rồi lên mã sọc đỏ. Sọc đỏ em còn mấy cái này, 45k áo này tết em. Sọc đỏ 45.000 cho em. 10kg tới 20kg nha, sọc đỏ. 10kg tới là 22kg sọc đỏ này, 45k. Áo này chuyên mặc tết đó chị, đẹp lắm. Phong đẹp lắm. Rồi 10kg tới 22kg nha. Sọc đỏ này 45k, chị áo sọc đỏ này 45k. Đẹp lắm. 10kg tới 22kg nha, sọc đỏ 45.000 cho em. Sọc đỏ 45k. Rồi sọc đỏ chúc chị Bình An yên nè, 45.000. Rồi sọc này có size bé nè, 30kg lại nha, em còn lễ size. Rồi sọc đen á, 10kg tới 32kg sọc đen, 10 đến 32kg sọc đen còn lễ size tặng luôn 45.000, size nhí size đại luôn, nhí đại 45k. Rồi chị chúc mã sọc đen á, 45.000. 10kg tới 32kg nha, 10 đến 32kg sọc đen này. Cái này có size đại đó. Rồi 45k nha, em tặng luôn 45.000 sọc đen 45k. Có nét sale hàng, mấy chị cố gắng chia sẻ like cho em chút đơn nha. Em sale hàng. Bé trai chứ chị, áo là bé trai chứ. 32kg, số 13, 12 chị, số 12. Sọc đen 25kg còn mềm. Rồi là mã vịt, còn hai bộ vịt nè. 10kg tới là 15kg nha, mã vịt chùm em. Mã vịt này. Cả nhà cho em xin lúc chia sẻ like nha, tối em sẽ hàng lễ size. Chị này chia sẻ like em ưu tiên hơn nha. Rồi là mã cam, mã vịt cam 10kg chứ. Hả? Còn sao mấy? Hả? Rồi em chốt chị Phúc mà. Sọc đen em hết 25kg chị nha chị. À, chị My Nguyễn hết 25kg này, em chốt chị Phúc hai ha. Sọc đen 25kg hết size chị ơi, hàng đấy hàng lễ size. Trời lâm bộ đây mấy chị. Bộ đây em tặng mấy chị 55.000. Tối nay em sale hàng mấy chị nha, 55k. 10kg tới 15kg nha. Bộ cam 55.000 cho em, mã cam. Rồi 55k nha, cam. Cam này của bộ bé gái chị, cam này của bé gái cho em, áo ngắn tay nhìn dài cho em 10kg tới là 15kg cho em nha. 10 đến 15kg cho em á, rồi 55k cho em, chắc hàng phun cô tông ha, hàng lễ size em xả luôn. 55k mấy chị ạ, 55.000 bộ cho em, phun cô tông chính phẩm á. Việt cam 55k, 10 đến 15kg Việt cam.
Em năm nay sọc đen còn 20 kg á, hết chị ạ, sọc đen hết 20 kg rồi, cái hàng đấy hàng lễ sao đấy. Trời, là bộ nu này còn size số 3, số 13, số 14, nu. Trời, là một vịt nu với chị, vịt nu em còn 3 bộ, tặng mấy chị 55k. Số 3, số 13 và số 14 nha mấy chị ạ. Số 3, số 13 và số 4 cho em, số 14 cho em. Trời, cái này comment mã vịt nu á, em còn 3 xí vịt nu, xem luôn 55k vịt nu, 55k. Size cục size số 3 nha. Size số 13 và size số 14 em còn 3 bộ. Sọc đen hết size chị ơi, không còn size 23 chứ. Nu số 14 em chấp thùy trang, em đặt số mấy chị. Đây. Rồi nu em còn số 3 và số 10 size 3 và size 13 nha. Size 3 và size 13. Rồi việc em chốt size 3, size 13 mấy chị em, mã việc nu này, việc nu cho em. Việc em chốt chị Hướng Quỳnh, chốt việc cho chị em. Việc một chưa? Rồi lên mã Việt Nu size số 3 và size số 13 này, em còn 2 bộ, 55k em sẽ luôn, còn 2 bộ. Size số 13 chị lần trước không? Số 13 với lại số Việt Nu không có tí chị, em còn size số 3 và size số 13. Rồi 55k em, bộ này đẹp lắm. Em còn 2 bộ này, chị lần trước mã Việt Nu không? 55k em đang tặng hàng lễ size đó chị nha. Không có em số 13 này, số 13 mệt rộng hơn xíu được không? Việt Nu em, chị em lấy số 13 không? Số 13 hoặc lấy vịt xanh, vịt xanh biết em vừa. Hay đang lấy vịt xanh đi. Vịt xanh còn số 11 và số 14 này, vịt xanh còn 2 bộ. Từ 30 kg nha. Cho tới là 35 kg đi. Xuất hàng không còn đâu em, chị hết hàng xuất hàng lâu rồi. Trời, là mã Việt Nu nha. 13 kg 4 kg bộ là size của bé là 33 kg nhé. 33 kg, 35 kg nha em. Đấy. Em còn mấy bộ xả luôn, chị đừng có size chốt đi. Tại vì có 55.000 bộ. Xanh 14 em chút thì trang, xanh 14 chút thì trang. Số 13, số 13 có tầm 3 mấy ký chị ơi, 3 ký và 4 ký cũng được nha. Nu 13 chút Yến Trâm đi, Yến Trâm số 13 đi. Rồi em còn vịt xanh này, vịt xanh size số 11 nha. Vịt xanh size số 11 này ha. Xanh 30 kg chút kho vỏ số 11 này. Vịt xanh em chút kho vỏ số 11 nha. Có vịt vàng, vịt vàng. Vịt vàng còn size số 16, có lấy vịt vàng không? Vịt vàng có số 15 này, Nhung Nguyễn lấy số vịt vàng nha. Vịt vàng chút vịt vàng số 15 nha. 15 kg này, vịt vàng 15 kg. Vịt 35 kg hết rồi chị ơi. Vịt vàng còn 10 kg và 20 kg nha. Vịt vàng còn 2 bộ 10 kg và 20 kg nè. Trời, lên mã vịt vàng cho em nha. Vàng em có size bé là 20 kg và 10 kg nha. 20 kg và 12 kg nha. Kho vỏ lấy vàng bao nhiêu ký trời ơi? Kho vỏ lấy vàng bao nhiêu ký giùm em cái. Em còn 2 bộ vàng nha. Em còn 2 bộ vàng thôi. Size bé 10 kg, 12 kg và bộ 20 kg giùm em. Rồi, em đang xả hàng lễ size á. Rồi em đánh tiếp cho mấy chị nha. Vịt em còn size bộ 20 kg thôi. 18 kg chị Lê Hạnh lấy bộ vịt đi. Vịt 18 kg 20 kg chị lấy bộ vịt vàng được không? 55k em đang xả hàng lễ size đấy.
Rồi em lên bộ nâu này, nâu 10kg nha em nha. Mã nâu cho em 10kg tặng luôn này, 45.000. Nâu 10kg 45k bộ nâu. Nâu 10kg 12kg nha, 45.000 mã nâu. Nâu còn bộ này 10kg 12kg 45k nha. Còn bộ nâu, nâu 10kg 12kg 45k bộ nâu. Rồi là màu xám, 10kg 12kg mã xám, 45.000 xám. 10kg 12kg 45k nha. Rồi chị chúc màu xám 10kg 12kg 45.000. Em còn màu xám, màu đế size nhỏ, màu nâu màu xám cho 45k. Nâu xám 45k em. Rồi em lên bộ mấy mã vàng mấy chị, bộ vàng cho em á. Rồi chị có mấy mã vàng này, vàng 45.000, em còn bộ size bé là 13kg nhé. Bộ vàng 45.000, 13kg nhé, mã vàng cho em 45.000. Em đưa cái bộ pyjama chị. Vàng 45.000, 13kg nhé, bộ vàng. Mã vàng cho em á, 45.000, 13kg bộ vàng. Vàng 45.000, 13kg, đem em xả hàng lấy size chứ. Hàng lễ size em còn đây, pyjama còn mấy bộ này. Và em trước chị Mai luyện 45k. Rồi em lên bộ siêu nhân nha. Rồi cái đây bộ siêu nhân này 10kg tới 22kg siêu nhân, 10 đến 22kg nhất siêu nhân, xem mấy chị 59.000. Pyjama mấy chị, siêu nhân 59.000, 10kg cho tới 22kg nha. Vàng em hết rồi chị Hướng Quỳnh ơi. Rồi lên bộ siêu nhân 10kg tới 22kg cho em. Rồi các bao đẹp luôn á. Bộ siêu nhân này 59.000 pyjama. Rồi siêu nhân 18kg chút ngọc nhung nha, 59k em. Rồi chị chút mã siêu nhân nha, 10kg tới 15kg nha em. Còn mấy bộ này siêu nhân 10 đến 15kg mã siêu nhân cho em á, 59.000. 10 đến 15kg cho em nha. Rồi chị chút mã siêu nhân này, 10kg 15kg nha, siêu nhân này 59k. Còn mấy bộ siêu nhân, siêu nhân 59k em. Khỉ, khỉ còn size của bé là 30kg nè. Khỉ nha, 10kg, 20kg và 30kg nha. Khỉ còn 3 bộ, 10kg, 12kg, 20kg và 30kg, 32kg nha. Mã khỉ nè. Rồi 59k, em còn 3 bộ khỉ sale luôn 59.000. Khỉ 59k nha, 10kg, 12kg và một bộ là size của bé là 20kg, một bộ là size của bé là 30kg nha em, 30kg, 32kg. Mã khỉ vàng, pyjama. Rồi khỉ vàng 3 bộ, sale luôn 59.000. Miếng đại 59k khỉ vàng cho em, pyjama. Khỉ 32kg em chốt chị Mỹ Chi. Kho vỏ hết 30kg chị ơi. Chị lấy khỉ xanh được không? Khỉ xanh đi. Khỉ xanh là size bé 10kg 12kg và khỉ 33kg nhé. Siêu nhân 15kg em chốt chị Vi. Khỉ 32kg em hết size. Khỉ xanh này 10kg 12kg và bộ là 33kg nha em nha. Bộ vàng hết size 25kg nha. Rồi em tặng luôn 59.000. Vàng pyjama em hết size kho vỏ. Rồi cái này comment ba đẹp luôn ha. Chân váy ok chị Trinh nha. Khỉ xanh là 30kg. Em còn số 14, khỉ xanh là 33kg nha. Khỉ xanh em chốt chị Thanh à, chị Thiên. Chị Thiên. Em chốt chị Thương, em Thiên Thương này. Khỉ xanh chốt chị Thiên Thương comment trước. Rồi xanh em còn bộ xanh bé 10kg 12kg nha. 10kg 12kg khỉ xanh còn một set 10-12kg nha. 59k 42kg ngày mai có hàng đó chị Trinh. Chưa mai em sẽ lên hàng của Trinh nha. Khỉ vàng em hết rồi chị Trinh Võ ơi. Trưa mai sẽ có hàng nguồn riêng xa đại đấy. Caro nha, 14kg tới là 18kg caro này. Caro xanh, em còn 3 bộ caro xanh. Khỉ vàng em hết như vậy nè. Em hết xa đại rồi mấy chị ơi. Caro nha, 59.000. Caro mấy chị 55.000. Em tặng luôn bộ này 55.000. Caro xanh 55.000. Xa bé 14kg cho tới là 18kg caro xanh nha. 14-18kg 55k. Caro 55k nha, 14 đến 18 cái mã caro. Caro màu xanh này, 14 đến 18 cái em còn 3 bộ thôi.
14 đến 18 cái cho em nha. Em còn 3 set thôi. Rồi 55.000 cho em. Rồi 55 ke mấy chị, 55.000 cho em. Chỉ xanh em hết thôi nha chị nha. Caro còn mấy bộ caro xanh nhỏ. 55 ke. Rồi lên mã caro màu đỏ. Còn một bộ caro đỏ 55.000. Rồi size của bé là 14 cái 15 cái nha mấy chị, 14 cái 15 cái caro đỏ. Rồi 55 ke nha. 14 cái 15 cái caro đỏ, còn một bộ caro đỏ. Hàng em bán 65 ke mấy chị, bây giờ còn để size em mà xem mấy chị dưới 10 ke rồi mấy chị ạ. Rồi lên mã caro đỏ, size bé 14 cái nha. 14 cái 15 cái caro đỏ 55.000. Caro đỏ 55 ke em. Caro vàng. Caro vàng là 20 ký lại cho em nha. Dạ không có size. Không có size nha, cái này size nhỏ. Caro vàng 10 ký tới 20 ký caro vàng này, còn 3 bộ caro vàng 10 ký tới 20 ký caro vàng cho em. Rồi 55.000. Caro vàng này chất đẹp lắm. 10 ký tới 20 ký nha. Size số 7 này, 10 đến 20 ký cho em. Rồi lên mã caro vàng 55.000. Caro vàng còn mấy bộ cho em. Này size nhỏ. 55 ke mấy chị nha. Rồi là màu khác mấy chị. Rồi em lên một Mickey nè. Mickey này có size của bé 30kg tới 30kg 25kg đi. Mickey này có 25kg tới 40kg nha. Mickey màu xanh em còn 4 bộ. À, caro đỏ em chốt chị Vi nha. 15kg caro đỏ em 15kg. Đây. Caro vàng 14kg chú Phạm Luyện. Mickey này 25kg tới 40kg nha. 25kg tới 40kg nha. Mickey màu xanh em sale luôn cho mấy chị với giá bao nhiêu ta. Caro vàng 16kg còn em. Kim trà. Chân váy không có 35kg đâu chị à, trên vỏ. Chân váy bên đây không còn 35kg đâu. Caro vàng chị Thảo Vy còn hả? 15kg, kim trà, caro vàng 16kg. Đây em lên bộ đây mấy chị em bao đẹp luôn này. Mickey màu xanh nha, size của bé từ 25kg tới 40kg luôn á. Bộ đen xem mấy chị với giá là 69.000, em còn 4 bộ thôi. Bộ đây 85.000. Xem mấy chị là 69.000. 85.000, xe còn 69k nha. Em còn 3 bộ. 4 bộ, 3 bộ, 3 bộ. 3 bộ nữa. 4 bộ, 4 bộ cho em nha. 25kg cho tới là 40kg nè. Rồi, lên mạng Mickey màu xanh cho em. Xe còn 69k. Em còn mấy bộ? 69k. Em cái này còn. Được chị. Bộ dài mũ còn 33kg. Không có size Thảo ơi. Chị không hết size rồi. Đây là Mickey màu đỏ, Mickey màu đỏ nha. 75-65 ngàn. 10 đến 2, à 75 ngàn. 10 cái tới 25 cái nha. Mickey màu đỏ này, 10 đến 25 cái nha. 75 ngàn. Bảy mươi lăm k em. Hết rồi, Lê Văn ơi, hết rồi. Rồi là màu vàng, Mickey màu vàng, màu đỏ, Mickey đỏ nha, 75 ngàn. 10 ký tới là 25 ký, Mickey đỏ 75.000. 10 ký tới 25 ký nha. Mickey em chốt thanh lam 69.000. Giờ này còn học nữa. Khổ nha. Chờ em xíu mấy chị nha. Qua lấy chị mấy ri vậy em ơi. À em xem luôn hai bộ đây mấy chị nha. Bộ đây bộ cốt này anh. Bộ đây mẹ bạch được này. Bộ đây size S, size M. Bộ đây đẹp lắm. Bộ đây có size từ 40kg ấy, cho tới là 55kg em nha. Set này nè, 40kg tới 55kg em. Mã ren này, ren màu nuôi đẹp lắm. Hàng này hàng cao cấp này. Hàng này hàng cao cấp, hàng xịn luôn á. Size S, size M. Nói chung là từ 40kg cho tới là 55kg nha. Em sale luôn cho. Em tặng bộ đây 69 nha. Mã ren, ren giá này mắc tiền lắm.
Đây. Rồi ren mấy chị, mà ren màu nâu á. Mà ren nâu này em còn 3 bộ. 40 ký tới 55 ký nhá, ren nâu nè. Mà ren. Rồi xong, học xong rồi. Rồi ren em chốt chị ạ. Ren 55 ký em chốt chị ạ. Em mờ. Chị Ngọc Nhung này 69.000 xả nốt nha. Ngọc Nhung 69.000. Rồi ren em chị Nguyễn Nhung. Nguyễn Nhung 69.000, chị Bích Bé. Rồi Bích Bé nha, 69.000. Ngô Mỹ Nơi lấy màu khác chị. Cái hàng em đang sale 69.000. Rồi bắt đầu lên chương trình sale mấy chị ơi. Chị lấy màu màu kem được không? Em có màu kem này. Chị lấy màu kem được không? 45 kg chị Ngô Mỹ Nơi lấy màu kem đi. Cái ren này hàng cao cấp đó chị. Cái ren này hàng cao cấp này, hàng rất là sang luôn. Bộ này rất là sang, ren nha. Một cặp màu kem em lấy màu kem không? Chị là lấy màu kem của em mặc kem đi. Đây là màu kem á chị, màu kem này. Hàng này hàng xịn, hàng cao cấp em này rất là sang. Hàng này 100 mấy chục nghìn đó. Hàng nó rất là mắc tiền. Em xem vô 69.000. Rồi lấy màu kem á chị nha, màu kem này, 2 dây. Chị Ngô Mỹ Nơi với Thanh Thảo có lấy màu kem đi không? Màu kem em rất là sang. Rồi ok em chúc chị Ngô Mỹ Nơi màu kem này. Màu kem chúc Ngô Mỹ Nơi. Rồi chị lấy màu kem này cho em mặc kem nha, màu kem. Cho em coi ren, ren này đẹp lắm em. Ren này có mẻ rất là đẹp luôn. Nói chung là từ 40 ký tới 55 ký cho em mặc đẹp. Này, hàng ren này hàng cao cấp, chị bao giá luôn, cái hàng là 100 mấy chục nghìn đó. Rồi ren kem em chúc Thanh Thảo nha, hàng nó 100 mấy. Em xả luôn. Còn mấy bộ. Rồi ok Thanh Thảo nha. Rồi em còn 4-5 bộ nữa em hết hàng. Em còn 5 bộ thôi. Ngô Mỹ Nơi 45 kg ok lấy size S nha. Thanh Thảo lấy size M nha. Còn size S, size M em nè. Mã ren này đẹp lắm, 69.000 em bao giá bao chất mấy chị. Bộ nó rất là xinh. Chị nào nói chung là ok xíu da trắng trắng mặc cái mẫu này rất là đẹp luôn. Rất là tôn dáng. Nè những cái chất ren là hàng cao cấp dùm em. Cái hàng này mấy chị đang ngồi 100 mấy chục ngàn. Em còn đây bộ đây của mẹ. Đây, từ 40 kg là mặc vừa ha, 40 kg cho tới là 55 kg em á. Một kem nó rất là sang. Ngọc Nhung là chốt 2 set nha em, đừng có xả nha. Tại vì 2 set rồi đó. Để màu nu này chị chốt cho em rồi đó. Em chốt luôn 2 bộ nha. Ngọc Nhung là 2 bộ này, 69k. Bộ này xinh lắm, chị nào gọn gọn người nè. Đẹp lắm, gọn gọn người này. Mặc gì đẹp luôn, sang. Bộ này rất là sang mấy chị nha, sang. Hàng đen bao xịn sò. Đấy, rồi em còn 3 bộ rồi hết hàng. Một kem kho vỏ, một kem này. Kho vỏ màu kem cho em còn 3 bộ nữa hết hàng. Đây đang Khánh Trang, bộ này đẹp lắm, xịn lắm. Bộ này xịn mà. Rồi em còn 3 bộ nữa, chị chúc màu kem mấy chị mã kem nha. Ren kem này 69k. Đẹp lắm chị ơi. Hàng em bao. Rồi ok em chúc Trinh Vỏ 69.000 cho em. Rồi Khánh Trang một bộ đúng không? Khánh Trang một bộ 58 kg mà không vừa đâu chị. 55 kg đổ lại. Nói chung mà gọn gọn người, mignon rất là đẹp nha. Rồi ok Lê Hạnh nè. Chị Lê Hạnh hình khách mới đó, cho em xin số điện thoại. Chị Lê Hạnh khách mới cho em xin số điện thoại. 55 kg ok. Lê Hạnh cho em xin số điện thoại nha. Rồi em hết mấy chị em friend em hết. Rồi tiếp tục lên mẫu cho mấy chị nha. Bây giờ là hàng xả hàng đồng bộ. Bộ dài là 32 kg hả? Kho vỏ 58 kg mày không vừa đâu. Màu kem chút thỏ trắng đi. Kho vỏ hủy em bỏ thỏ trắng đi. Chị Lê Hạnh chút hàng kèm theo số điện thoại giùm em nha. Bộ đồ dài em còn bộ lạnh là 32 kg nhé. Để chị kiểm tra cho. Trời em lên bộ xếp màu xanh này. Xanh mấy chị em xem bộ đây 55k nha. Bộ xanh này 55.000. 10 kg tới 20 kg nhé, một xanh 55k em sale luôn. Xanh 55k nha, hàng cắt đuổi giùm em, bộ bé gái 55.000. Rồi ok chị Lê Hạnh nha. Ok Lê Hạnh nha. Trời ra một xanh này, một xanh đây hàng đuổi cho em 10 kg tới 20 kg, một xanh 55.000. Em đang sale hàng lễ size đó. 55k một xanh cho em. Quần jean dài 29 kg ok nha, chị lên cho. Trời xanh cho em mất 55.000. Ủa một kia em sao còn bộ gái của chị á? Của Lê Hạnh, ok Lê Hạnh có số điện thoại rồi.
Rồi cái này comment màu xanh với chị 55k em xem luôn, hàng này hàng lễ size, xả nút 55.000. Quần này hàng đuổi nha, xong 18 kg chốt tí An Nguyễn. Hàng này đẹp lắm, hàng cắt đuổi mà thích lắm. 55k mẹ mấy chị ăn. Xanh em chốt chị tí An Nguyễn. 55.000 cho em, hàng này hàng lễ size. Xanh 16 kg hết size. Xanh 10 kg cho tới là 15 kg nha, xanh em còn 2 bộ. Rồi 10 đến 15 kg màu xanh này, tự thu. Em còn 2 bộ nha, 12 kg em chúc chị Mai Luyện. Xanh 12 kg chúc Mai Luyện. 55k hàng lễ size, em xả nốt mấy chị. Thì Mai hàng mới về rất là đẹp luôn. Thì Mai sẽ lên hàng Tết cho mấy chị nha. Quần jean á, chị đầm hàng jean ạ. Size của bé là 45 kg ngày mai. Trưa mai mấy chị theo dõi like cho em nha. Xanh 20 kg mới size chị. Xanh 14 kg hướng quần nha. Rồi xanh còn bộ size bé 10 kg 12 kg còn 1 set. 10 kg 12 kg cho em nha, 55.000 còn 1 set cho em. 10 đến 12 kg mấy cái bộ này đẹp lắm, hàng đuổi 100% cho em, hàng đuổi chắc bao đẹp luôn, coi giảng này. Rồi màu xanh nha, 10 kg 12 kg nha, xanh 10 12 kg, em còn bộ hồng còn hồng này. Kim trà lấy màu hồng đi. 10 kg tới 20 kg này bộ hồng cho em đi, hồng. Kim trà lấy bộ hồng đi, 10 kg tới 20 kg này, mã hồng cho em hồng. Rồi chị cứ mã hồng nha, hồng này. 10 kg tới 20 kg nha mấy chị ạ, mã hồng cho em hồng, 10 đến 20 kg bộ hồng này, cực kỳ đẹp luôn. Trời chị cho mã hồng cho em á, chắc này, sướng lắm, coi dạng phẩm máy cho em. Rồi 10 kg tới 20 kg cho em máy chị á, 10 đến 20 kg mã hồng này xinh nè, hồng. Hồng 19 kg em chút này, tiền trần, con số 7. Hồng á, ok em chút chị nu nu nha. Hồng 10 kg em chút chị hương vỏ. 10 kg chút hương vỏ, hồng 20 kg hết size. Nu nu hết size. Còn số 6 là 18 kg lại nha. Rồi hồng em còn 18 kg lại cho em á. Chị Hương Võ có số điện thoại rồi. Hồng em còn sao đến 10 kg 16 kg nha, hồng cho em. 10 đến 16 cái mã hồng. Đẹp lắm mấy chị ơi. Ở đây hồng này sao đến 20 kg nha. Hồng 20 kg em chốt chị ạ. Chị Trinh Võ, cái này của chị Trinh Võ. Hồng 18 kg chút Mai Nhỏ. Cái này của chị Mai Nhỏ. Mai Nhỏ 18 kg cho em. Rồi hồng em còn 13 kg cho tới là 15 kg nha, hồng còn 2 bộ. 13 đến 15 kg nha. Hồng em chúc chị Thảo My 15 kg em. Thảo My. Đây của Thảo My 15 kg nha. Hồng còn 13 kg cho em, còn bộ hồng 13 kg nè. Em còn bộ hồng 12 kg tới 13 kg nè. Em còn bộ hồng 13 kg cho biết mã hồng, em còn bộ hồng 13 kg em. 55k em. Biết sao chị, hàng còn... Nói chung là đơn hàng mà có một cái là bên em phải dùng đơn, bên em mới gọi điện thoại một lần luôn nha. Chứ còn một cái bên em không có điện thoại đâu mấy chị. Nên mấy chị cố gắng là dùng đơn cho em nha. Thường thường đơn một cái là em bên em còn đỡ đơn. Chưa có dùng đơn, chưa, nói chung là chưa điện thoại đâu. Rồi em còn bộ hồng 12kg 3kg mã hồng. Còn bộ hồng 12kg 3kg 55.000. Còn bộ hồng cuối cùng mấy chị 12kg 3kg mã hồng cho em 55k. Còn bộ hồng cuối cùng. Màu sen, sen còn 2 bộ sen. Có sơ mi ngắn tay lên da sen còn 2 bộ này. 13kg tới 16kg nha sen. 13kg tới 20kg nha. Sen em còn 2 bộ. 13kg tới 20kg nha. Mã sen em còn 2 bộ sen. Chị đợi chút mã sen không. 55k. 13kg nha cho tới là 20kg nha. Mã sen cho em 55.000. Sen này đẹp lắm mấy chị. Bộ sen nè. Sen còn 2 bộ. Sen mấy chị. Mã sen còn 2 bộ cho em. 13kg và 20kg nha. Sen 19kg chốt tiết chân. Xem 16kg hết size, xem còn bộ 13kg cho em. Chị Tho Uyên hết rồi nha, chị đẹp nha. Em còn bộ xem, size của bé là 13kg, 13-14kg xem còn bộ 13kg, 14kg cho em nha. Còn đồ lạnh không em? Một bộ 35kg 32kg, còn bộ nào trước em khoảng 36kg. Đồ lạnh, à, đồ lạnh ngày mai giùm cho chị đi. Đồ lạnh ngày mai. Ngày hôm nay không có, ngày hôm nay về xích riêng thôi. Ngày hôm nay là về riêng bé trai. Đây này Thảo, chị chúc em bộ đây nha, màu xám này. Chị chúc em bộ xám này có size nha, xám này. Xám này có size 30kg 32kg này, em lấy bộ xám không? Đây em lấy bộ xám không? Xám này. À, bộ tên ngắn bé trai để chị lo nha, xám. Còn bộ xám em lấy bộ xám không? Bộ đây nhiêu tiền ta? Còn bộ xám kia luôn em. 95 105 này.
Rồi chị xe bộ đây luôn là 95.000 đi. Rồi xe bộ đây 95.000 size đại cho em luôn nha. Size đại ok em nha. Size đại 95.000. Đồ lạnh không còn hàng. Đồ lạnh em mới hết sạch, em còn lấy size. Đây bộ màu trắng này chị có màu trắng không? Màu trắng 95.000 10kg cho tới nè. Xếp màu trắng nha, màu trắng nhất 832 thì em hết rồi chị Trung Dương có bộ à. Trắng nha. Trắng 10kg tới 20kg là 95.000. Trắng em còn size 10kg tới 20kg, 22kg nhất màu trắng. Chị lá chốt xếp trắng nó mũ trắng này, 10kg cho tới là 22kg màu trắng cho em á. Rồi sale luôn 95.000, em còn mấy bộ trắng 95k. Rồi trắng 95k nha, còn chị. Rồi là mã trắng thêm 95.000, size bé 10kg tới là 22kg cho em. 10 đến 22kg mã trắng này, xếp màu trắng đẹp lắm. Áo này có mũ cho em nha, có mũ nè, 10kg tới 22kg nha. Rồi em sale luôn 95.000, em còn mấy bộ lễ size 95k một xếp. Trắng 95k, 10kg tới là 22kg nha, em còn mấy bộ trắng 95.000. Con mi bé chị, rồi ok chị, lên cho. Quần xuyên à. Rồi mấy chị theo dõi like cho em xíu lên cho. Trắng 22kg chút bị Trung Dương. Cái gì size số 8 nha. Bộ gì bóc ra đó, bộ chị bỏ đi. Ồ, áo sơ mi này đẹp lắm, co giãn cho nè. Xinh quá. Sơ mi này 30kg lại cho nha. Em còn 20kg tới 30kg nha. Sơ mi trắng, sơ mi trắng cho em. Sơ mi trắng em xem mấy chị với giá bao nhiêu ta. Sơ mi màu trắng trên 30kg lại cho em nha. 22kg 30kg sơ mi trắng em xem mấy chị với giá là 55.000 sơ mi trắng cho em. Sơ mi trắng 55k nha. Mã sơ mi trắng nha. Có quần đùi màu trắng không? Không có Thanh Thảo. Không có. Em có mua quần riêng dài, trưa mai sẽ cho lên quần riêng dài cho pha đại cồ. Từ 30kg tới 45kg nhé. Rồi cái đây comment màu trắng này, áo màu trắng cho mấy chị nha. Size bé từ 22kg, 20 từ 20kg tới 30kg, 20kg tới 30kg nhé. Áo màu trắng là 55.000, sơ mi trắng co giãn cho em. Rồi 55k này, chắc này, test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Này đẹp lắm. Rồi 55k cái chắc nó co giãn, áo ngắn tay, sơ mi trắng. Cái hàng này kiếm khó ra cái áo màu trắng lắm, toàn là phối màu của mình nhiều lắm chị. 55k, sơ mi trắng 15kg mới size, 20kg tới là 30kg chị. Sơ mi trắng từ 20kg tới 30kg giùm em. Đây là mã sọc nha, sọc này đồng công chúa có. Đây là mã sọc đỏ này 33kg lại cho em nha. 25kg tới 33kg nha, sọc đỏ em còn 3 bộ. Rồi xem mấy chị mới giá là 59 nha, còn 3 bộ size đại. 59k nha, 25kg tới là 33kg cho em, sọc đỏ. Cái chắc nó quần của nó là co giãn giùm em. Quần của nó co giãn mà sướng nó hàng đuổi á. Từ 25kg cho tới là 33kg nha. Em sale luôn 59 nha. Em còn 3 bộ thôi, sọc đỏ. Nó có nói chung là bo chỗ đây chị em nha, và bèo phía dưới cho em. Đẹp lắm. Rồi sơ mi 30kg em chú chinh vỏ nha. 55k. Bộ này ta, bộ mũ á, mũ cũ. Rồi, lên mở đây cho em mấy chị nha. Sọc đỏ 22kg, 25kg tới là 33kg, 59 nha. Sọc đỏ em còn 3 bộ, xe bộ bé gái. Rồi em còn 3 xếp, 59k hàng xe đại đó. 59k em ok nha. Lấy cái bộ mùi riêng ra cho Linh Lê Nguyễn đi. Mà có size đại, size từ 29kg. Sơ mi trắng em chút thì sơ ri. Có hàng 100 mấy á. Hàng HL đó, mùi riêng ra đó. Nhưng không đàng hoàng, HL. Này thì sao có xin lớn cái hàng từ 30kg tới 30kg mà em 25kg tới 40kg mà giỡn. Rồi sọc đỏ em chúc chị Hàng Thúy nha. Rồi cái này comment mã sơ mi màu đỏ này. Đấy, quần jean 15kg tới 30kg nha. Rồi là mã sơ mi đỏ này. Sơ mi đỏ em. Mã sơ mi đỏ nha, 55.000. Sơ mi này coi giãn cho em. Size của bé là 15kg cho tới là 30kg nha. Sơ mi đỏ 55.000. Sơ mi trắng em hết size chị. Sơ mi trắng có size bé từ 20kg cho tới là 30kg cho em. Rồi cái đây comment mã sơ mi đỏ là 15kg cho tới là 30kg. Sơ mi đỏ 55.000. 15kg tới 30kg cho em nha. Rồi chị cái mã sơ mi màu đỏ cho em là chữ theo nè. Áo này đẹp lắm chị. Chữ theo nè, co giãn, chắc là co giãn mà thích lắm. Là 15kg nha. Cho tới là 30kg giùm em. Mã sơ mi màu đỏ cho em 15kg tới 30kg mã sơ mi đỏ. Sơ mi đỏ nha, sọc đỏ 25kg em chút gì dung vỏ.
Hôm qua chốt hàng giùm chị em ơi. Hàng khác yêu của Dinh ra là biết chăng. Xin bảo đây. Bỏ đây, bỏ đây. Lên luôn, chị lên luôn. Bỏ qua đây, bỏ ngay. Cốt bỏ lên liền. Đấy. Nguyên gia lưu khung, khắc eo. Nó có size được 30 ký, 40 ký. Rồi, là mã sơ mi đỏ mấy chị, sơ mi đỏ mấy em. Cái này có size của bé nha. Là từ 15 ký cho tới là 30 ký nè, sơ mi đỏ. Rồi 55k. Sơ mi đỏ đây chị ơi, 55.000. Này áo co giãn cho em. Áo này co giãn mày thích lắm. 15 ký tới 20 ký, 30 ký nha, 15 đến 30 ký nha, sơ mi đỏ 55.000. Đây em làm bộ đây nè, bộ đây em còn mấy bộ. Size biết từ 30 ký ra 5 ký một bộ là size của bé 134 ký nha. Hàng này của hàng Lido Baby cho em, hàng chất không bao đẹp luôn. Hàng hiệu của Lido Baby nè. Hàng em sale cho. Size bé em bộ đây là 79.000, 79-89 nha một set. Hàng này hàng thung đẹp lắm. Rồi em sale bộ đây là 69.000. Cái này size của bé là 13 ký 14 ký và từ 30 ký tới 35 ký nha. Trời là màu xanh này. Hàng này hàng hiệu của Lido Baby cho em á, chắc nó thung nó đẹp lắm. Hàng này hàng cao cấp. Rồi 69.000 là size nhí và size đại luôn, đồng giá luôn ha, 69.000 cho em. Em còn 4 bộ size đại, 3 bộ size đại, 1 bộ size nhí nha, từ 30 ký tới 35 ký và 1 set là size của bé là 13 ký 14 ký cho em. Rồi chị chúc mã xanh nha, xanh là hàng đây hàng cao cấp, hàng của Lido Baby cho em. Em sale là 69k, em còn đúng 4 bộ, xả luôn 69.000 cho em. Rồi chị chúc màu xanh với chị xả luôn 69k, bộ đã đẹp lắm, về nhận chắc bao đẹp luôn. Xanh 35 ký em chúc cho anh lên, bộ đây là bao xanh. À, xa đại bao nhiêu ký chị ơi, chị chúc số ký giùm em nha. Xanh 34 ký em chúc chị Tuyền Trần. Chị Quyền Hà bao nhiêu ký vậy? 69k, bộ đã đẹp lắm. Hàng của Lido Baby là chắc nó ghiền lắm. Em còn 4 bộ. Chị Quyền Hà bé mình bao nhiêu ký thì kèm cho số ký giùm em nha. Ba chục ký em chúc kho vỏ. Rồi xanh em có xa đại còn bộ 14 ký nha. Rồi lên bộ vàng. Vàng này có size của bé từ 10 ký tới 10 ký, 12 ký và bộ là 16 ký, 17 ký nhé. Xanh em hết size chị Bảo Trân ơi, hết size có 3 bộ chốt cho chị Kho Võ, Tuyền Trần với lại em chốt cho chị On Lê là hết rồi. Rồi 5 bộ đây cho em, màu vàng là vàng còn 2 bộ 10 ký, 12 ký và 1 set là size bé 16 ký, 17 ký nhé. Rồi bộ vàng xem có giá 55.000, bộ vàng, mã vàng 55.000, 10 ký, 12 ký và một bộ là 16 ký nhé. Chị Hành Bùi hết size. Rồi là mã vàng nha, 55k mã vàng 55.000, 10 ký, 12 ký và một set nữa size của bé là 16 ký, 17 ký nhé. Hết rồi chị Nguyên Hà, chị chốt hai chị kèm số ký giùm em, tại em không nhớ số ký. Rồi vàng 55k chốt Linh Lê nè. Rồi mã vàng còn bộ size bé 10 ký, 12 ký, mã vàng 55k còn bộ 10, 12 ký nhất, 55.000 mã vàng. Vàng 16 ký em chốt cho chị 17 ký chúc chị Linh Lan Nguyễn. Phong gấu hết, Mỹ Nguyên hết nha. Vàng Thủy Trần hết. Lấy một cam đi. Cam là 10 đến 16 ký và vàng bộ là 22 ký. Nói chung một cam đi, lấy một cam đi. Cam 10 ký tới 22 ký em nhé. Một cam, em còn mấy bộ cam này, sale 55.000. 10 ký tới 22 ký nhé. Lại cam 55k. Cam 16 ký chúc chị Mỹ Nguyên 55.000. Rồi là mã cam á, 10 ký tới 22 ký bộ cam 55k, 10 đến 22 ký em còn 3 bộ. Rồi là mã cam 55k. Cam 55k mấy chị, mã cam nha, hồng này. Cam 15 ký em chốt chị Phong Gấu. Linh Lan Nguyễn cam 15 ký hết, hồng em hết size. Cam 10 ký 12 ký bộ cam, size đến 20 ký 22 ký em còn 2 bộ. Rồi cam 22 ký em chốt chị nè. Tuấn Hưng là khách mới à. Tuấn Hưng là chốt hàng lên xuống họ em. Dự phòng là chị Hàng Thúy. Dự phòng là hàng Thúy. Rồi là mã cam size bé 10 ký 12 thì lệ trần hết nha. 10 12 ký mã cam còn bộ. 10 đến 12 ký mã cam cho em á. Rồi 55k em đang sale. Cam em hết gì, Thủy Trần hết. Hết 16 ký rồi. Cam 10 ký em chúc chị Linh Lan Nguyễn 55.000. Hàng này hàng lễ size. Cam chúc chị Linh Lan Nguyễn 55k.
là bộ đây nè, bộ mèo xám. Mèo xám 14kg tới 17kg nha. Mèo xám này. Mèo xám 14kg, 17kg mã mèo xám cho em. Này ôm lắm chị, này không ôm nha. Đó. À, chị là Tuấn Văn đó. Chị vẫn lên lại số điện thoại cho em nha chị nha. Vẫn lên lại số điện thoại của em. Đây là mã mèo xám nha. 14kg tới 17kg nha. 14kg tới 17kg cho em. Mèo xám. Và bộ đem sale cho. Bộ đem còn là 2 bộ. Em xả luôn mấy chị với giá là 49k. Mèo xám đồ lạnh đó. Em tặng luôn 49 nha. Vậy mấy chị còn 2 bộ này. Rồi mèo xám nha. 14kg tới 16kg. 14 tới 16kg nha. Rồi 49 nha. Mèo xám này 49k. Em còn 2 set. 14kg tới 16-17kg nha. Mèo xám. Mèo xám ok chị Tuấn Văn. Em thấy xứng không? Em thấy số điện thoại chị nha. Mèo xám em chốt chị mít đen. Mèo xám em còn 14kg. Chị Thoa Uyên hết. Chị mít đen comment trước chị nha. Mèo xám còn 14kg 15kg nè. Rồi 49k 14kg 15kg. Hàng này ôm body cho em. Chắc này xuống lắm đó chị. Em mèo xám hết là kim trà. Còn bộ xanh biết 14kg 15kg thôi. Còn một set. Rồi 49k nha. Chắc là đẹp cực kỳ luôn. Còn bộ xám. Rồi mèo xám 14kg nha. 14-15kg mèo xám còn một set. 45 nha. 49 nha. Bộ đó đẹp lắm. Lấy 14kg chút việc Thoa Uyên. Rồi Mickey em còn bộ 20kg nè. Mickey nha. 14kg tới 20kg nha Mickey nha. Mickey màu xanh nè. 14kg tới 20kg sale luôn 49 nha. Em còn 2 bộ. 14kg tới 20kg nha. Số 4 và số 7 giùm em. Còn 2 bộ nè. 14kg tới 20kg nha. Mickey màu xanh nè. 49 nha cho em. Mickey màu xanh 49k nha. 14kg tới 17kg nha. Mickey màu xanh nè. Rồi 49k. Em còn 2 bộ. Tải lên 49k. Các bộ mèo còn. Mèo còn bộ 10kg nha. Mèo xám đang còn 10kg. Mèo xám đang còn xanh 20kg chút Kho Uyên. 14kg chút Hòn Kim. Cũng không hết nha. Đang còn bộ Mickey nha. Bộ mèo xám 10kg. Mèo xám còn bộ 10kg 12kg. Mèo xám còn bộ đẹp quá. 10kg 12kg nha. 49 nha. Chị Hồ Cẩm Ly hết. Kim trà hết nha. Trời là bộ mèo xám 10kg 12kg. Mèo xám đây. Chị là size nhỏ đây. Chắc này coi giảm thoải mái. Mèo xám em chút chị Hàng Heo. 49k hàng heo còn bộ. Chị Thủy hết nha, chị Thủy hết rồi. Rồi còn 15kg nha. Báo. Báo xe luôn 45.000 báo đỏ đi. 10kg 15kg nha, báo đỏ cho em 45.000. Còn mấy cục báo đỏ. 10kg 15kg Mickey xanh em hết Thủy cho. Báo đỏ 10kg tới 15kg báo đỏ nha 45.000. Báo đỏ 45.000. 10kg 15kg nha, báo đỏ 45k dùm em. Rồi vậy chúc mặt báo đỏ 45k nha. 10kg cho tới là 15kg che báo đỏ còn 3 bộ thôi. 10 đến 15kg 45 ngày nha. 45k chúc Hoàng Yên nè. Hoàng Kim, Hoàng Kim 14kg nha. Đỏ 12kg chúc Mai Luyện. 12kg chúc Mai Luyện 45 ngày. Báo đỏ em còn bộ size 13kg 14kg báo đỏ còn 1 set. 13kg 14kg nha. Báo đỏ còn bộ. À Mickey xanh em còn Thủy Trần còn bộ size số 5. Mickey chút. Đỏ còn bộ 13kg 14kg đỏ. Đỏ em chút chị Nguyễn On. 13 14kg mấy chị kèm số ký mới chốt đơn được. Không có số ký là em không chốt đơn được mấy chị yêu nha. Em sẽ ưu tiên chị làm comment có số ký giùm em. Còn Kim ok dùng đơn nha, dùng đơn được chưa? Ok. Đây chân váy nè. Đây mã chân váy nha, chân váy nè, 69.000 chân váy nè, đẹp quá. Chân váy nè, đó. Rồi đây mã chân váy nha, 69.000 còn 3 cái chân váy. Rồi cái này có size 22kg nè, còn 3 cái chân váy 69.000 chờ neo. Báo đỏ hết rồi chị Thủy Trần. Rồi mã chờ neo nha, size 22kg lại cho em 15kg tới 22kg. Rồi đây mã chờ neo. 12kg, 15kg nha. Chân váy còn 3 cái này, 15kg tới 22kg lại chân váy giùm em. Rồi 69k nha. 15kg tới 22kg nha. Trời, vậy các bạn chân váy Chanel này được không? 69k nha, chân váy là 69k chị em. 15kg cho tới là 22kg. 15kg tới 22kg chị em nha, chân váy Chanel này. Rồi 69k chân váy này chắc u mì. Bên trong là có quần đùi hết toàn bộ chữ theo, chắc này rất là đẹp luôn. U mì chắc phải rất là cứng đẹp mấy chị em.
Rồi là mẹ chân váy cho em 15kg cho tới là 22kg, cho em còn 3 cái chân váy này. Rồi chị cho mẹ chân váy nha, giá sale là 69k một chân váy cho em, đẹp lắm. Chân váy này chân váy xích ly, bên trong có quần đùi chất hàng umi. Mấy chị kiểm tra hàng tiết hàng thoải mái, cái này mấy chị bỏ áo trong quần, mặc với áo ôm, mặc áo dây này, mặc áo sơ mi, rất là sang luôn chân váy mấy chị em. Rồi em còn 2-3 cái chân váy. Mẹ chân váy cho em 15kg tới là 22kg nhé. Rồi 69k chân váy đẹp. Rồi em còn bộ vàng sao biết 10kg nè. Bộ đây như ta nãy ra như 55.000. Em còn bộ vàng 10kg 12kg 55k. Ok chị Trang Phi chắc gì đẹp, chắc u mì á, đẹp lắm. Trời là một vàng á, 10kg. Bộ vàng còn bộ 55.000, sẽ một vàng 55k, sao biết 10kg 12kg bộ vàng này. Chị đã có sao biết 10kg 12kg chút bộ đây em. 10kg 12kg rồi 55k. Bộ vàng còn bộ sót lại bộ 55k này em nha. Cái này chốt giùm em luôn. Chân váy 23kg chút dung vỏ. Ok dung vỏ nha, 69.000. Chân váy nó đẹp lắm, chắc nó mặc cực kỳ đẹp luôn. À chị Linh Lan Nguyễn lấy quần jean cũng đang tìm hàng cho chị á. Chân váy đem 14kg chút chị on. Đem 14kg em, 23kg em chốt cho chị dung vỏ. Rồi chân váy cuxi nè. Cuxi còn 2 cái, 3 cái đi. Cuxi 10kg tới 20kg giá cuxi nè. 10 đến 20kg giá mã cuxi cho em. Đây mã cuxi nè. Rồi Lâm An, chân váy cuxi nha mấy chị. Chân váy cuxi nè. Chanel 25kg chút trên vỏ. Cái này có size em. Để em coi có size cho chị đẹp nha. Cái này có 25kg. Rồi, cái này comment mã cuxi có cái túi cho em 20kg lại nha. 10 đến 20kg cuxi là 69 nha. Mã cuxi cho em 69 nha. 10 cái tới 20 cái nhé. Mấy chân váy là đẹp lắm, mấy chị kiếm không ra hàng đâu. Hàng em chăm sóc mấy chị kiếm không ra hàng giùm em. Đẹp giả mang luôn. Còn chân váy sao bự bự. 10 cái tới 20 cái nhé. Comment mã cuxi ở kèm theo cái túi này. Rồi là mã cuxi, cuxi cho em á. Cuxi 10 cái tới 20 cái cho em. 10 cái 20 cái em chúc chị Linh Lan Nguyễn có cuxi đi em. Cuxi 18 cái chúc may nhỏ luôn. Rồi cái còn những váy luôn. Hay hết rồi. Trời em làm bộ đây em bộ sọc đẹp, mã sọc nha, 85.000. Bộ sọc bao nhiêu tiền rồi trời ơi. Em ở dưới thường thường đi dưới 85k nha. 85.000 đi giá chị bình đi. 30kg tới 40kg nha, sọc thỏ 85.000. Đi tiền rồi chị. Thỏ 85k, size của bé từ 30kg tới 40kg thỏ vàng, còn 3 bộ xe luôn 85k thỏ vàng, còn 3 bộ xả luôn 85k nha. Từ 30kg cho tới là 40kg cho em, bộ đùi cái gái 85.000. Rồi là mã thỏ vàng 85k, size của bé từ 30kg cho tới là 40kg thỏ vàng 85.000. 30kg tới 40kg cho em. Chị lấy lên đây xích riêng không? Trên bé trai mới về hàng đẹp lắm. Chị mở bên bé trai đẹp lắm. Chờ em xíu đó chị. Đây một đống tin bây giờ không điện đủ nhé, cái điện là vùng già điện là vùng đùi đấy. Cái này khoảng chắc là phải nhớ này chứ. Đây là một viên đùi bé trai. Có chị cho em xíu cho. Viên đùi bé trai nha, 105.000. 30kg nha. Vừa này 30kg cho 42kg nha. Đây là mẹ của viên đùi nha. 30kg cho 42kg nha. Viên đùi nè, 105.000 cho em. Vừa này size to đó chị em, vừa đẹp đó. 30kg cho 42kg nè, 105.000 cho em, không to. 42kg nha chị, 42kg, 45kg, được có 45kg vừa. Thì viên đùi từ 30kg cho 45kg luôn, 105.000 một quần cho em nha. Đây cực kỳ đẹp luôn, thoải mái cho em chưa. 42kg cho em mấy chị, 42kg cho em. Kim hoa, ok kim hoa là 38kg đấy. Lấy 40kg, đây size to nha, 42kg luôn. 42kg chút hàng thủy nè. Đây 42kg chút hàng thủy.
105.000 một em. Ở đây của chị Hàng Thúy này. À, của hoa ok hoa nha, hoa chốt số 19 này. Hoa. Em còn 30 ký tới là 38 ký với chị. Chị xin em 30 ký 38 ký mình xin lên này, 105.000. Chuồng này chắc em bao hàng với chị luôn, test hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đây đẹp lắm mấy chị nha, chuồng đêm đùi bé chanh hàng mặt Tết, nên cái màu rất là đẹp, màu đẹp sang lắm. Ngân thun nữa hả chị nha, 105.000, 30 ký 38 ký em. Là 30 ký 38 ký nhé, chuồng này đẹp lắm. Rồi chị chúc phải là ok, hoa nha. Đây, chị đã comment màu đây á, chuồng đùi bé chai, hàng này đẹp lắm, chắc là thích kỳ luôn. Từ 30 ký tới là 38 ký, chuồng đùi bé chai. 105.000 tại đại cô. Đây đây, em trước đang hoa cái size bự luôn. Em trước đang hoa size bự. Năm mươi lăm ký mất size chị. Rồi cái màu đen quá chị, đen nha, đen này. Đen này có size đến 10kg cho tới là 30kg cho em á, màu đen này. Đen 10kg cho tới là 32kg màu đen này. Ta nhí sẽ lại nha, đen 10kg 32kg màu đen cho em đen. Đen là 85-95 ngàn, đen. Ta nhí sẽ lại 85-95 ngàn, 10kg cho tới là 32kg màu đen này. 10-32kg cho em. Chỉ là 85 ngàn một quần á, còn đại là 95k, còn cổ nãy là 105 ngàn cho em, đẹp lắm, màu đen. Đó, chờ chị chút màu đen với chị màu đen nha. 10kg cho tới là 30kg cho em, quần riêng đen, quần đùi bé trai, 10-35kg cho em. Rồi, quần đây xem với chị là 85-95 ngàn, chỉ đại 85-95k nha. Đen 23kg chút quần diễm, mấy cái hàng em chuyên, hàng mặt Tết cực kỳ đẹp luôn. 3kg. Rồi chị chúc màu đen á chị, đen á. Size của bé 10kg tới 16kg, 17kg thôi. Đen 20kg á, son pha 20kg. Màu đen hết 20kg anh chị đẹp nha. À còn son pha. Đen hết 20kg anh chị đẹp ơi. Chị lấy màu xanh được không? Đen hết 20kg rồi. Chị lấy màu xanh được không? Lấy xanh được không? Chị lấy màu xanh không? Em còn màu xanh này, màu xanh này. Xanh 85k cho chị lấy màu xanh, còn bên là xanh cho em mất xanh. Xanh cũng được đúng không? Ok chị, chắc xanh cũng được cho chị nha. Hàng này bị lẻ size xanh. Ok chị, rất xanh 20kg giùm em. Xanh em còn size bé 10-16kg. Và một cái quần nữa size của bé là 33-35kg nha, xanh. Thì mấy gái có để chị lên cho xanh này 10kg tới 15 cho 10-16kg và một cái quần nữa size của bé 30-32kg nhé. 30kg 32kg màu xanh là đẹp này, xanh với đen còn hai quần này, 30kg 32kg nha, xanh em còn một cái, đen còn một cái, 95.000 nha. Em còn hai quần màu đen với xanh này. Ở đen 15kg chốt Phạm On nha, 85.000. 15kg Phạm On. Em còn hai cái màu xanh size bự thì là chốt đúng không? 30kg 32 chúng ta 3 cái. Mấy con này thiệt đẹp luôn. 95.000. Ok dài dài để được răng tìm cho em này. Tìm màu đen dài có sao đi. Rồi là màu đen, màu xanh với màu đen có hai màu. Trời cái màu này đẹp lắm á chị. 95.000 quần cho em hay size đại cho em. Về chắc ba đẹp luôn á. Em còn cái hai cái size của bé là 33 ký nhé. 30kg 33 ký cho em, còn hai cái này. Ờ đen quá chị, màu đen đẹp lắm. Rồi 95k nha, đen là 95.000 cho em, chị đẹp luôn nè. Ok em giúp chị Trung nha, chị Trung Dương nè, 95.000. Chị lấy luôn cái xanh luôn không, còn cái xanh này. Em còn một cái nguồn xanh nữa. Mấy nguồn này mấy chị mua bạc tốt giùm em, đẹp lắm. Bạc cho bé nó thoải mái lắm, cái lưng thun, chắc vải mềm cho em. Thoải mái mấy chị ạ, đen. Đen em hỏi là chị Nguyễn Hiệp, chị lấy em màu xanh được không? Màu xanh đẹp này, lấy xanh không? Chị lấy màu xanh cho em, lấy xanh nha. Cái màu đen em hốt rồi, đen có một còn xanh nhỏ thôi. Lấy xanh của em màu xanh nha, xanh của em 95.000 quần hàng xanh đại cho em, mẹ thích lắm. Chắc phải thoải mái cho em. Xanh em chốt chị Nguyễn Hiệp 95.000, xanh. Xanh em Nguyễn Hiệp cho em xin số thoại nha, giữ phòng cho chị Nguyễn. Chị Nguyễn Nguyên.
xanh có 25kg không ạ? Hình như không có size 25kg hết size chị ơi. Còn có 14kg lại. Còn 3 cái 40 size nhỏ. Rồi là quần bé gái này, quần đây 99.000 quần nè. Quần đùi bé gái nha mấy chị. Ok Nguyễn Nghiệp nha, quần đây quần đùi bé gái nè. Size bé từ 20kg tới 30kg nè. Quần đùi bé gái cho em. Đây kiểu là quần đùi giả váy á. Rồi 99k cho em lưng khung từ 20kg tới 30kg nha. Rồi là màu xám chị, màu xám cho em. Ok chị định lên cho xám từ 20kg nha, cho tới là 30kg nha. Quần đùi giả váy cho em á, 99k cho em. 99k một quần cho em nha. Quần đùi giả váy màu xám, còn em bảo quần xám cho em. Quần xám nha, size của bé từ 20kg cho tới là 30kg nha. Xám, xám em còn 3 cái. Quần xám, xám, quần đùi bé gái 99k. Chị lấy set riêng không bé trai không? Set riêng bé trai quần nguyên set cho em, đẹp lắm. Đây quần HL nè, quần này quần HL cho em em. Rồi 99k 30kg, tiếp tục kho vỏ màu xám cho em. Quần này quần HL nè. Rồi quần lửng đùi nha, đùi lửng hàng hiệu HL nè, chuẩn hàng hiệu HL cho em. 100, quần này hình như 100 mấy ta, 101 ngàn nè. Bao nhiêu quần nha? Xám 25kg, chú chị Mai Mèo xám 2 quần xám đây. Em ghi giá chị. Nhập mấy anh chị? 6702. Không bao giờ đi giá đi trên 6702. Đi giá trên mạng vẫn được cho chị luôn. 6702. Chị em xíu mấy chị nha. Quần này quần HL hàng xịn luôn, còn 3 cái. Rồi mẫu đây là một quần đây là 130. Rồi quần đây mấy chị nha. Ok quần xám, xám 30kg chút chinh vỏ một cái. Quần này chị Mai Me một cái, chị kho vỏ ba quần một xám. Quần này đẹp lắm mấy chị, từ 30kg tới 40kg. Quần này đẹp lắm. Em còn size của bé từ 30kg 25kg. Đồ bộ hả chị? Rồi, ok chị. Từ 25kg tới là 35kg nhé. 35-36kg vô lại cho em. Quần hiệu HL. Rồi quần đây 130 em. Quần đây 130 mấy chị, 130 em. 130. Quần này HL đẹp lắm, hàng này hàng xịn. 130 chị. Hàng này mấy chị ra ngoài mua đợt bay là 200 mấy nha. Ok chị, em chúc chị Nguyễn Nguyên nha. 130 cho em, quần đây hàng xịn. Về test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi xanh em chúc chị Nguyễn. Chị Nguyên. Chị Nguyên 130. Em còn một cái size của bé 30kg 32kg em, 33kg. Còn cái 33kg cho em nha. Đây đẹp lắm. 33kg 35kg cũng được luôn. Nói chung là 33-35kg cũng được nha. Còn một cái màu xanh HL. Hàng này hàng hiệu, mấy chị đang ngồi còn phải là 250 nha. Hàng này hàng cao cấp, hàng HL. Hàng này giống cái quần set string nè. Hiệu này mấy chị, hiệu HL nè. Rồi em còn một cái. Còn 130.000 nha. Size của bé là 33kg 35kg nha. Còn một cái quần đó. Chắc đẹp lắm. 33-35kg nhé, 130 HL 28kg nhé, carbon hết rồi chị ơi. Lan quần 38 không vừa. Nói chung là 33-35kg thôi. Là tự hao rồi, 33-35kg thôi nha. Em đi 130 rồi chị. Em đi cái bình chán 130 biết giá nha. Lan quần 33-35kg thôi nha. 28kg chị ơi. Thì on phạm hết, on phạm nó bị rộng. Nói chung là một cái thì to quá, một cái thì nhỏ quá. Đây em lên quần dài HL cho mấy chị nè. Quần này đẹp quá, hàng HL nè. Bộ bé trai 25kg có, chị để em lên cho. Ui, quần này đẹp lắm mấy chị, hàng hiệu của HL luôn nè. Mấy chị nha, hàng này hàng cao cấp mềm. Em chuyên dòng HL nè mấy chị nha. Kì đẹp luôn. Rồi lên mẫu quần màu đen, hắc đen nè. Quần đây size nhỏ 10kg tới là 25kg. 10kg tới 30kg cho em.
Em cho dán vào đây chị. Chả kim mẻ nhưng mà bị hết chị. Thôi đây không kim mẻ. Không kim mẻ luôn. Màu đen 10 ký 30 ký cho nha, màu đen nè. Hàng HL. Gọi là mã pin màu đen nha, 10 ký 30 ký cho em. Hàng này bao đẹp luôn, đen. 10 ký 30 ký cho em mấy chị màu đen sale luôn. Rồi quần này 120-130 mấy chị, xe nhí xe lại 120-130 nha, quần màu đen cho em. 10 ký đó là 30 ký cho em, xe nhí xe lại nha, màu đen. Hàng hiệu HL cho em, chuẩn hàng cho em. Test hàng kiểm tra hàng phòng máy và lưng khung nữa. Màu đen. Mấy chị mặc kiểu này cũng đẹp luôn ha, mặc quần áo sơ mi, áo khung cho em bao đẹp luôn. Rồi chị thích màu đen, mấy chị màu đen cho em. 120 nhí 120 đại 130 từ 10 ký tới là 30 ký giùm em. Quần này đẹp lắm mấy chị. 10 ký tới 30 ký giùm nha. Màu đen rất là dễ mặc quần mặc áo luôn á. Áo màu trắng sơ mi màu trắng nè. Rồi màu gì cũng được cho mấy chị. 17 ký và 28 ký âm chốt chị on. Mấy quần này đẹp lắm chị. Hàng HL bên em là hàng hiếm luôn á. HL là hàng hiếm mấy chị nha. 28 ký đúng không? 28 ký âm chốt. Lên nguyên set trim đi. Ok chị. Để em xíu. 17 ký. 17 ký còn cho chị hai cái 14 ký chút hoàng kim. Ba mươi ký là size số 12, size số 12 nha chị nha. Ba chị biết lấy số 12 chị luôn, thoải mái số 12 nha. Đây chị ơi, tùy theo form quần nó kịp không ôm chưa, cho nên em lấy size nhỏ hơn xíu chị nha. Ok giờ đẹp cho em xíu, đang tìm hàng cho chị đó. Hàng HL này mấy chị, test hàng kiểm tra hàng thoải mái. Hàng 6 mấy chị trả hàng lại cho em. Hàng đây mấy chị ra ngoài á, nhí 120 đại 130 nha. Hàng đây giá ra ngoài mấy chị bán là 250.000 quần. Cứ hàng hiệu rồi mấy chị nha. Hàng hiệu ra ngoài với 250.000 quần này. Hàng hiệu HL test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi 30 ký lại em. Em hàng em đã trừ hao rồi. Riêng xếp riêng 50 ký không có sai chị nha. Rồi 10 ký đến 30 ký em cực kỳ đẹp luôn. 10 đến 30 ký cho em nha. Đời giá sale là 120, 120, đại 130 em. Mẫu đây không có quần dài. Đấy. Rồi đem 14 ký chút chị Lệ Nguyễn giùm em. Ok đẹp nha. Hàng đây bao chủng hàng cho em. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Ok chị Lệ Nguyễn nha. Sơ mi sập có chị Thúy em lên nha. Em 10. Chị này lại đổi cái quần cho chị 2 set 17 ký lấy mẫu em nè. Con phản đổi lại size. Size thì to. Rồi cái này comment bao đẹp mấy chị nha. Đó. Đây 13 ký chút chị Lệ Nguyễn chấm chốt cho chị rồi đó chị. Quần đi dài trưa ngày mai có hàng chị comment Nguyễn, trưa mai theo dõi like nha. Trưa mai sẽ lên siêu phẩm nha mấy chị. Quần jean dài size đại từ 30 ký tới 45 ký cho em. Ngày mai sẽ có quần kaki túi hộp. Quần jean túi hộp cho mấy chị nha. À, màu đen 25 ký chút bích phượng, màu đen nè. Đen 25 ký chút bích phượng nha. Bích phượng trăm xin số thoại em. Nhí 120 đại 130, 25 ký chút bích phượng. Rồi đen còn size 10 ký tới 30 ký nhé. Đen này 10 ký à không 15 ký. 15 ký tới 30 ký nha. Quần đen hàng hiệu HL. Mấy cái quần này mấy chị phối quần, phối áo sơ mi rất là đẹp luôn. Hàng này kiếm hàng không ra đâu. Chắc con nó cực kỳ xịn luôn mấy chị nha. Hàng này là 200 mấy chục ngàn quần nè. Để test hàng kiểm tra hàng này thoải mái cho mấy chị nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị nha. Nghĩ 120 đại 130 em. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị màu đen còn 4 cái quần nữa 15 ký cho tới là 30 ký cho em. 15 ký tới 30 ký cho mấy chị màu đen á, đen. Chị bích phượng ok đẹp nha. Nhí 120, nhí 130, nhí 120 đại 130 cho em. Hàng hiệu HL. Hàng đây chuẩn hiệu cho em. Em. Con phải nhầm vé chắc mẹ luôn. Nhầm vé. Nè nè. Ghi lại chủ hướng 130 đại 132 co lại giá. Anh đi co lại giá đi, bỏ với mấy đứa mai nó co lại giá 120, 130 co lại giá đi. Mấy quần HL mắc ôm. Còn 3 cái chị, còn 3 cái xanh. Đây quần màu xanh này chị ơi, quần này HL này, hàng này hàng HL 130, quần này nhiêu ta? Quần này 130 hả? Quần 155 ngàn chứ. Ô được mức 50 ghi giá thì ngồi dùm chị đúng không? Dũng cho. Dưới khoảng cách này của chị.
Đây này chị ạ, chị Linh ơi, chị Linh lên Nguyễn chị chốt cùng đây đi. Từ 30 ký tới 35 ký đây, cùng màu xanh này. 30 ký 35 ký em nha. Quần này đẹp nè, quần có thắt eo luôn. Chắc nó này coi giảm thoải mái nha, 155.000đ nha. Quần quần dài là 155k em. Đây này, chắc này xuống 1 kg từ 30 ký tới 35 ký em. Màu xanh. Em còn 3 cái luôn nè. Đây là màu viên xanh nha, viên xanh dài này, kiểu thắt eo luôn. Từ 30 ký 35 ký em nha. Rất là đẹp lắm. Coi giảm thoải mái cho em. Đây nhá chị nha, coi giảm thoải mái cho em chắc này, xuống 1 kg luôn. 155k nha, để em lên mấy quần mấy chai cho. Ok chị, để lên áo cho. Rồi chị chấp bảo quần riêng dài này, mà riêng dài 155.000 cho em quần. Hàng này đẹp lắm. Về nhà, bao hàng, kiểu của nó cực kỳ xuống. Em mong một chút phim mấy chai hàng hát eo chị luôn. Phim mấy chai mới về thêm mẫu mới, tí em lên hàng mấy chị luôn. Phim bộ mấy chai hàng hát eo, bây giờ em lên cho mấy chị luôn ha. Cố gắng em lên cho nó hết hàng. Và em không còn về hàng hát eo nữa mấy chị nha. Cố gắng chốt đi. Quần này không có 45kg đâu, 35kg lại. Từ 30kg 35kg nha chị Thủy Trần. Quần đây này, 30kg 35kg cho em. Hàng này bao giá bao chắc mấy chị luôn. Các hàng kiểm tra hàng thoải mái. Quần dài mấy chị lưng thun. Rồi, chị lấy quần đây không chị? 30kg 35kg cho em. Đó, em còn mấy cái quần này, 3 cái nữa hết hàng. 155.000 quần. Hàng nó siêu phẩm luôn. Bé gái có chị tiếp lên cho. Còn bộ bé gái này, size bé 10kg 12kg nhé. Còn bộ xanh này 12kg 13kg bộ xanh. Em xem bộ đây 5, bộ đây để like như ta 55.000. Còn lại giá thôi. Em còn bộ xanh này 12kg nhé. Xanh cho em á. Quần hả? Quần 35kg em chút chị Bon Lê. Bao nhiêu hả? Mấy 55.000 đúng không? 55k em còn bộ xanh hàng đuổi 55.000. Size bé 12kg đất xanh 55k. Em còn một set chị là chút bộ đây cho em không? 55.000, còn một bộ cuối cùng. Hàng hàng đuổi nha. Mã xanh 55.000. Bộ đây chắc đẹp lắm. 12kg nha. Xanh em còn một set. Quần nó chứ chị bon lên cái lát cái xanh lên đi. Rồi em lên quần à. À đùi á. Như ta 55k em chút chị Như Lệ bộ màu xanh đó luôn nha. Em lên áo mấy chị, áo với lại em lên set riêng với chai mất về. Áo này có 35kg này, còn lẻ size. Rồi lên áo màu xanh nè, size bé là 15kg tới 35kg nha, áo màu xanh này. Rồi 59-69 ngàn. Áo xanh 59-69 ngàn, 15kg tới 35kg áo màu xanh này. 15kg tới 35kg em. Rồi 59-69 ngàn này, size nhí xe đại cho em, áo này mặc tết em. Áo này có cổ cho em nha, chắc này đẹp lắm mấy chị. Đây, kiểu của nó đây mấy chị nha. Kiểm tra hàng thoải mái em. Rồi áo màu xanh á, 15kg cho tới là 35kg cho em. 15kg 35kg cho em nha. Áo màu xanh, rồi giá sale là 59-69k. Size nhí xe đại nha, 59-69k áo màu xanh dùm em. Nhí đại 59-69k. Áo này có thêm màu đỏ nữa. Áo này có thêm màu đỏ nên chị nha, màu đỏ. Đỏ cũng 10kg tới là 35kg nha, áo màu đỏ này, 10 đến 35 à. Rồi 35kg lại nha, áo màu đỏ. Áo 35kg em chú chị Nguyên nè, áo màu xanh em. Đó chị số 14 luôn. Rồi 5969k em, áo này đẹp lắm. Chắc nó xuống lắm đó chị nha, màu đỏ. Rồi đỏ 5969k em. 10kg tới là 35kg cho em. Size 2 size nhí với đại cho em. Đó. Rồi chị chút áo màu đỏ cho em, màu đỏ. Rồi 5969 ngàn cho em. Chắc không bao hàng đâu. Bộ đem mới về hàng hồi trưa này, khách chốt nhiều lắm. Lên mạng gấu xanh nha, 10kg tới tới nè, quần gấu xanh này. Đẹp quá mấy chị ơi, gấu xanh nha. Lấy màu đỏ không lấy xanh, ok chị Nguyên đổi sang màu đỏ đi em. Lấy màu đỏ đi. 15kg nha. 15kg tới là 22kg gấu xanh này, đổi đẹp lắm. 15kg tới 22kg mạng gấu xanh nha, 160. Hàng hiệu HL, quy xếp cho em, mùi áo thun cho em. Gấu xanh 15kg tới là 23kg. Hàng em mới về hồi trưa. Hàng này đẹp lắm. Em còn 3 bộ thôi.
mẹ gấu xanh nha, hàng hiệu khoác eo này 15kg tới 22kg nha. Nguyên bộ hàng này mẹ hàng bạch tết em, nguyên set dùm em 160, size nhí 160, size đại là 170. Mẹ gấu xanh em còn size bé là từ 15kg cho tới là 38kg mới size chị, 15kg nha, cho tới là 25kg. Còn số 9, số 7 và số 5 nha, 15kg tới là 25kg nha, gấu xanh cho em. Ok chị đẹp, cho em ship bộ này thiệt đẹp luôn, gấu xanh cho em coi lại áo đỏ ha. Ok đẹp. Cái hàng này hàng bao hàng luôn, hàng hiệu HM. Mấy chị mua cái bộ đây phải search giùm em nha, xếp phim bé trai, tại vì hàng này hàng hiếm, ít khi, có hàng ở đây lắm. Rồi đây mẹ gấu xanh nha, gấu màu xanh này size bé là 15kg cho tới là 25kg cho em. Hàng mẹ kết, em còn 3 bộ thôi. Hồi xưa khách cái bộ này rất là nhiều, 160.000 một bộ. Áo đỏ đó chị nha, áo đỏ là 10kg tới là 35kg còn lễ size 5969k áo đỏ nha, đẹp quá. Áo này mặc tết cho em nha. Rồi 5969k mềm em 38kg chị, 38kg đừng coi còn bộ nào. Còn bộ này 38kg. Rồi đó mà áo màu xanh, áo màu đỏ 5969k từ 10kg tới 35kg nha. Áo này mặc tết cho em, không bao đẹp luôn. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái, ra ngoài mấy chị ra 170.000. 38kg chị lấy màu đây nè, từ 30kg 38kg chị lấy gấu trắng nè, gấu trắng nha em. Mã gấu trắng nha, 170. Từ 30kg 38kg mã gấu trắng này còn xe bự nè. Bộ đây còn xe to nha chị nha. Rồi chị lấy comment mã gấu trắng giùm em, từ 30kg tới 38kg nguyên set cho em hàng hiệu HL. Rồi 170 nha, hàng em xe đại 170 cho em gấu trắng nè. Đó, gấu xanh 25kg em chú Trung Dương lấy số 9 cho chị nha. Rồi lấy mã gấu trắng, gấu trắng cho em size của bé từ 30kg tới 38kg nha. Đó, chị là size đại lấy bộ gấu trắng giùm em. Đây, gấu trắng với mấy chị màu trắng cho em, không có hàng nữa chị ơi. Hàng này 38kg cực kỳ hiếm, không có size. Rồi lấy mã gấu trắng cho em, 30kg tới 38kg mã gấu trắng cho em. Gấu trắng nha, 25kg màu đỏ chút thôi, Nguyễn là áo nha. Gấu đỏ 25kg. Gấu xanh chút cho chị Trung Dương. Rồi lấy mã gấu trắng cho em, chắc là bao xịn xò từ 30kg cho tới là 38kg nguyên set cho em. Mùi xin áo khung cho là 170.000 nha, xe đài. Rồi 170k mấy chị, hàng bao quyền mấy chị luôn, nguồn xin nè. Về test hàng kiểm tra hàng thoải mái. Rồi nguyên set cho mấy chị em. Rồi lên mã gấu, gấu trắng cho em, cái gấu trắng. Còn đây được bao nhiêu ký? Chị lấy màu đỏ này, 38kg á. 12kg tới 38kg, lấy màu đỏ này, màu đỏ này có size này, rim đỏ. Rim đỏ này có 38kg nha, rim đỏ. Size bé là 10kg tới là 38kg mà rim đỏ này. Chị Trí Nguyễn chốt màu đây nha, gấu trắng 38kg em chốt chị Nguyễn Hiệp. Rồi là mã đinh màu đỏ hàng hiệu HL, dòng em bán là size nhí 160, size đại 170 cho em. Rồi là mã đinh, ok em đang lên trên cho chị nè, hàng này mới về hồi trưa chứ em cũng không còn hàng mấy chị nha. Xong cái lô đây là em hết hàng HL mấy chị nha, không còn hàng. Rồi nguyên set mấy chị mua nguyên set rất là thích luôn, nó tiện hơn là mấy chị mua từng bộ phối từng áo nha. Rồi đỏ em chốt chị Hoàng Kim này, 10kg tới là 38kg màu đỏ, 10-38kg cho em, 160-170 nguyên set cho em. Rồi đỏ số 15 chốt chị Trí An, đỏ số 15, đẹp lắm chị, 160-170 nha. Rồi bộ bé trao cho chị Hình Trà Lĩnh lên cho. Rồi lấy mẹ đi màu đỏ cho em, đẹp lắm. Chị lấy số 16 được không, số 15 em hết rồi chị nha, gấu trắng 38kg chốt Thùy Trang. Có chị chờ em xíu lên cho. Màu đỏ em còn số 16 chị có lấy không? Số 15 em hết size. Rồi màu đỏ cho em nha, đỏ. Nguyễn Trang lấy gấu đỏ đi chị, lấy màu đỏ được không? Lấy đỏ cho em đi, đỏ cho em nha, lấy đỏ đi. Ok chị chờ em xíu lên cho mấy chị ơi, em lo còn lâu lắm, từ từ em lên từng bộ cho mấy chị. Màu đỏ còn 38kg này. À, Thùy Trang gấu trắng còn 38kg. Gấu trắng hết 38kg chứ. Chị lấy có màu đỏ cho em được không? Thùy Trang lấy màu đỏ nha. 38kg màu trắng em hết size. Không còn size em. Rồi lên mạng gấu trắng 10kg tới 25kg gấu trắng 160. 10 đến 25kg gấu trắng. Chị Thùy Trang lấy gấu đỏ, lấy màu đỏ, viên đỏ đẹp đó chị, lấy đỏ đi, đỏ đẹp. Bộ gấu trắng rất là đẹp luôn. Bộ này mới về nè, cực kỳ đẹp luôn, sang lắm mấy chị ơi, cái nhìn cái bộ này, cái áo này nhìn đẹp lắm mấy chị ơi. Một trắng là 10kg 25kg, một trắng này gấu trắng. Rồi 10 đến 25kg gấu trắng nha.
rồi 160, cái này size nhí thôi, 160 hàng hiệu HL. Quần là quần lưng thun hết toàn bộ, nguyên set giùm em mấy chị. Mã đã đẹp tuyệt kỳ luôn. Rồi là màu trắng 10 ký tới 25 ký nha. Rồi chị chúc mã riêng trắng, gấu trắng cho em. Nó chạy viền nè, chạy viền ở tay áo nè, đẹp lắm, ở phía sau nè. Nó phối áo màu trắng, nó phối áo chữ màu vàng nên rất là dễ thương luôn. Rồi chị ra chúc mã gấu trắng nha, 10 ký tới là 25 ký cho em, 10 đến 25 ký nha. Rồi 160 cho em cái này sang nhí nha, 160. Đẹp lắm mấy chị, xuất sắc luôn á. Rồi mua đợi dành Tết cho em mấy chị nha, hàng này Tết không có hàng đâu. Rồi chị chúc mã gấu trắng nha, gấu trắng 10 ký tới là 25 ký cho em ha. Gấu trắng 25 ký em chúc chị Nhung. Đẹp lắm chị ơi, xuất sắc luôn á, hàng HE mấy chị. Xin bé gái nha, gấu trắng em chúc chị Nhung. Ờ, ok và đẹp. Rồi lên mã gấu trắng cho em nha, 10 ký tới là 23 ký, 24 ký. Em còn 10 đến 24 ký nha, gấu trắng cho em á, 10 ký tới 24 ký cho em á, gấu trắng. Rồi đây có sao em biết 28 ký. Rồi lên mã gấu trắng 10 ký tới 23 ký nha, 23 ký, 24 ký gấu trắng cho em. Rồi lên bộ màu xanh là 10 đến 38 ký nha, bộ NY màu xanh này, 106, 107. Đây NY màu xanh này, 10 ký tới là 38 ký NY màu xanh này. Bộ đây đẹp nha, có đủ size. Bộ đây mới về, có đủ size. 24 ký là số 8. Chị hàng trần 24 ký là số 8 chị em. Giờ lên bộ NY màu xanh là 10 ký là 38 ký NY nha. Nhung Trần, Nhung Nguyễn có số điện thoại chưa? À, Nhung Nguyễn ok, chị có số điện thoại. Giờ lên bộ NY màu xanh NY này, 10 ký là 38 ký nha NY chị em á. 38 ký tới 1 bộ NY nè chị. Còn số 16. Rồi xanh số 16, xanh còn số 15 em. Còn không? Còn nha em chúc chị Thi An Nguyễn, xanh số 15 còn size. Rồi em còn 38 ký lại nha, một xanh này. Em chúc chị số 15 rồi nha, xanh còn 10 ký cho tới là 36 ký một xanh, bộ nguyên set cho em màu xanh. Bộ đây đẹp quá. Rồi gấu trắng 13 ký em chúc chị Lệ Nguyễn, gấu trắng rất là đẹp luôn. Em thích cái gấu trắng nó pha cái chữ màu vàng, đẹp đẹp lắm chị ơi. Bộ đây rất là đẹp luôn này. Rồi ok chúc chị bộ đó nha, gấu trắng 13 ký chúc chị Lệ Nguyễn. Bộ đây dễ thương lắm. Rồi là màu xanh 10 ký tới là 36 ký, 36 38 ký, 38 ký màu xanh. 10 đến 38 ký nha. Rồi size nhí size đại 106 107. Nhí đại 106 107 cho nó nha. Gấu cam. Gấu cam 10 ký tới là 33 ký, gấu cam. Em còn hai màu cam nữa nè. 10 đến 33 ký nha, gấu cam cho em. Tranh thủ lấy cái bộ đây mấy chị ơi, tranh thủ lấy đi, tại vì hàng nó không có hàng đâu, hàng không có hàng về đâu. Cái hàng HL rất là đẹp luôn, gọi là siêu phẩm đó mấy chị, hàng HL rất là đẹp luôn. Rồi làm bộ gấu cam mấy chị, gấu cam còn số 12 em. Gấu cam là bé trai nha, 10 ký tới là 33 ký nha, gấu cam cho em. 10 ký tới 33 ký cho em, đẹp luôn mấy chị, mạng gấu cam á. Gấu cam mấy chị, ok chị để em lên nha. Gấu cam 10 ký tới là 33 ký em, số 12 lớn nhất cho em. 10 đến 33 ký em, bộ đây siêu phẩm luôn. Gấu cam này nó có 3 màu, màu trắng. Bộ nhện còn sai em. Màu trắng, màu cam với lại có màu à. Trời lên mạng gấu cam 10 ký tới 33 ký cho em nha. Bộ đây siêu phẩm này, nguyên set cùng với giáo khung. À, cam số 13 không có sai, số 12 lớn nhất nha Kiều Tiên. Em còn số 12 lớn nhất thôi. Từ số 3 tới số 12. Nguyên một bộ này mấy chị mua để dành Tết giùm em, siêu phẩm luôn á. Rồi test hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm em nguyên bộ. Mấy chị mua nguyên bộ cho bé mặc đẹp hơn. Rồi lên mạng gấu cam mấy chị, dành gấu cam cho em ngày mai điện thoại lại chị Cô Thảo. Rồi lên mạng gấu cam 10 ký 32 ký nhé. 33 ký 32 ký lại cho em. NY 38 ký số 16 cho chị Nguyễn On. NY màu xanh có số 16 á chị nha. Có số 16 đó em chốt chịu. Chốt mấy chị ơi, cái hàng em không về hàng nữa đâu. Tranh thủ chốt trước rồi chứ không có hàng đâu. Nhờn có số 15 nè. Nhờn có số 15 này, chị chốt một nhờn không? Nhờn từ 30 ký tới 36 ký nhé, nhờn này, lấy nhờn không? 30 ký tới 36 ký nhờn đỏ. Gấu cam đẹp không có 38 ký. Rồi, 10 đến 36 à 30 ký 36 ký nhé. Số 11, số 13, số 15 này. Rồi nhận đỏ 170 mà nhận đỏ này.
Mà nhện đỏ từ 30 kg nha, cho tới là 35 kg nè. Nhện đỏ 30 kg, 35-36 kg cũng được. Nhện đỏ cho em mẫu nó mới về giùm em. Tài mã nhện đỏ. Quần dạ váy không có 36 kg đâu chị Thà Nguyễn, không có size. Gấu cao là 160-170 nha. Những cái hàng HL đem lại 160-170 giùm em. Size dưới 160, size đại 170 hết không một. Hàng HL hàng xịn luôn, nguyên chiếc. Quần xin giáo không cho em nha, hàng này hàng thương hiệu cho em, hàng cao cấp hết mấy chị. Dòng đây giá thị trường có 250 nha. Rồi lên bộ đây comment bộ nhện á, mã nhện. Size của bé từ 30 kg nha, cho tới là 36 kg. 30 kg, 36 kg mã nhện này. Rồi giờ chúng mình nhận đỏ. Nhận đỏ còn có mấy bộ hết hàng. Nhận đỏ còn 3 bộ thôi. Còn có 3 bộ nhận đỏ là hết hàng. Áo ấy. Rồi chờ em xíu, lên xem kẻ xíu mấy chị áo cho mấy chị. Áo không bé trai này. Rồi lên áo màu xanh này. Áo màu xanh nha, 15 kg cho tới là 35 kg nha. Nhận đỏ 36 kg cho chị Bảo Yến. Rồi áo màu xanh dùm em, áo xanh 59 ngàn. Áo xanh 59k. Quần đùi 36 kg. Mấy chị theo dõi like dùm em. Mấy chị theo dõi like chứ. Ngày mai em có hàng về. Nói chung là ngày hàng em về liên tục. Ngày mai có hàng về cho mấy chị. Theo dõi like mấy chị nha. Rồi áo màu xanh đó chị. Không có một màu em. Màu xanh này có một màu à. Rồi 59 ngàn. 59-69 ngàn. Gấu cam 13 kg sức lệ Nguyễn. Áo xanh 35 kg cho em, 59 ngàn. Áo xanh em chúc chị Nguyên. Nguyên 35 kg nè. Chị Nguyên 59 ngàn. Áo xanh cho ta bé 15 kg. Áo xanh 15 kg và bé 13 kg mặt vừa không? 15 kg. Chị còn 15 kg, em lấy 15 kg được không? Áo xanh em 15 kg nha, em lấy không? Nó sẽ rộng chứ. Nó sẽ rộng nha. Cái này áo này 15 kg và bé 13 kg mặt sẽ bị rộng. Rồi 59k nha, áo xanh 59 ngàn. 15 kg cho tới là 33 kg nhé. Xanh 18 kg. Chị Ngọc Nhung à, em chút gấu cam nha. Xanh 18 kg. 18 kg chút Ngọc Nhung nè. 59 ngàn cho em. Đồ dài không còn hàng chị Hành Trăng. Gấu cam 22 kg chút chị Nhàn. Xét dài đồ lạnh ngày mai cho em hẹn trưa ngày mai. Trưa mai em sẽ lên nguồn xin mới lại lên đồ lạnh nha mấy chị nha. Đồ lạnh hiện tại bên em hết hàng. Rồi lên mặc áo màu xanh 59 nha, áo này mặc tết cho em, cực kỳ đẹp luôn. 15 kg nha, cho tới là 33 kg em, 15-33 kg nha. Màu xanh cho em áo có cổ 59 nha. Em đang cái áo gấu này, áo này đẹp cực kỳ luôn á. 10 kg cho tới là 30 em, áo này đẹp. Áo này là bao nhiêu ta, 59-59 nha. Hả? 49-59 nha. Này có sao nhí sao nhỉ? Áo này có size nè chị. Áo HL này 49-59 nha. Áo này siêu rẻ. 10 kg nha. Cho tới là 35 kg nha. 10-35 kg nha. Áo này mới về. Về thêm rồi nè. Chị HL số 15-16 luôn. Áo này siêu phẩm luôn. 49-59k. Về chắc bao đẹp luôn. Áo gấu 4 màu. Màu trắng, màu vàng, màu xanh với lại có màu đen. 10 kg, 35 kg cho em nha. 35-38 kg cũng được. 35-38 kg cũng được cho em nha. Phông to. Rồi lên mã áo giùm em, kỳ đẹp nè, 35 kg nha. Áo gấu đen, gấu đen. Áo là hiệu HL hết toàn bộ cho em. Size nhí là 49k, còn size đại 59k nha. Gấu đen 10 kg tới là 35kg, 36kg nha. 10-36kg áo gấu đen nè. Gấu đen, số lớn nhất số 15-16 em. Nó có hai màu, màu vàng với lại có màu xanh, là có size lớn nhất. Màu vàng, màu xanh là có size đại này. Đen, màu đen nữa, 35 kg lại nha, 35-36 kg lại cho em. Gấu đen, gấu vàng, gấu trắng, gấu xanh cho em. 49-59k, hàng hiệu HL hết toàn bộ cho em. Các khung hàng lộng 1, khung cô tâm đến phẩm hàng lộng 1 hết toàn bộ cho em. Hàng này gọi siêu phẩm luôn, quá rẻ luôn ạ. Gấu đen 13 kg cho chị Nguyên. Màu trắng nha, màu trắng, màu đen, màu xanh cho em 4 màu. Áo gấu nó siêu phẩm luôn. Áo này em về cái lô thứ 2, lô 1 là em hết sạch luôn á chị em. Lấy vàng 16 kg, đen hơn chút cho hoàng kim cho em. Lên áo một chút cho. Áo này mặc tốt giùm em. 59-69 nha, 49-59 nha. Rồi gấu đen 35 kg, trung dương nè. Đây đây, màu đen 35 kg. Rồi 49-59k, áo gấu là đẹp. Các hàng kiểm tra hàng thoải mái, hàng xấu gửi trả lại cho em. Hàng hiệu quá HL rồi, mấy chị về nhận hàng, về nhận cái chất nó nè.
Em nói thiệt cái chắc nó đẹp lắm, chắc nó còn đẹp luôn, đanh đấy chị, đang đâm biển cực kỳ đẹp luôn này, rất là dày, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nên mà hàng phun cua cam chính phẩm 100% nha, mát nữa, siêu mát nữa. Không phải là hàng CC đâu, dòng em bao hàng là hàng thương hiệu. Hàng thương hiệu và hàng cao cấp gì em nha mấy chị nha. Rồi, 49-59g em, đấy, 10kg nha. Cho tới là 35kg em, 35-36 em, màu vàng. Ok chị Trí An ha, ok rồi đúng không, này cặp rồi đúng không, thích rồi ha. Rồi gấu vàng là màu đen 35kg đây, màu đen này, màu đen trắng đen và ngọc nhung bao nhiêu ký nha, em quên mất. Ngọc nhung 18kg trắng đen, Bảo Yến gấu xăm 36kg. Em nói thiệt mấy chị, em xem mấy chị là mấy chị mua cái áo này giá là 49.000, 59.000 là tương đương là mấy chị ra ngoài là 120-130.000 một áo đó. Hàng này hàng cao cấp chứ không phải là hàng xấu đâu. Hàng này hàng thương hiệu HL, cái test hàng kiểm tra hàng thoải mái hiệu HL nè. Đây mấy chị nha, nó là bao viền luôn, đẹp lắm. Đây em, 35kg. Màu đen, màu xanh với màu vàng, màu trắng nha, 4 màu. 49-59k một áo cho em, chắc cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 49-59k nha, cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng, màu đen với màu trắng, màu xanh cho em, 4 màu. Rồi cái này size nhí size đại nha, nhí và đại cho em. Bao form luôn, chắc là bao huyền luôn. 49-59 nha. Ủa? Sao? Sao? Làm nhảm vậy nha. Rồi nhện này, nhện đen nha. Nhện đen 10kg là 36kg nha. Nhện đen này. Hoặc 30kg 36kg nha. Nhện đen. Đây, bộ nhện đen mới về siêu phẩm luôn. Nhện đen. Đây mã nhận đen siêu phẩm cho mấy chị mới về nhận đen nữa, xuất sắc giùm em chưa? 36 với lại em. 30 với 36 với cho em, 170.000 mới về hàng một đây, chị đẹp luôn. Rồi, là mã nhận đen cho em. Đây, bộ nhận đen siêu phẩm cho. Đó. Rồi, gấu trắng 23 kg giúp kích phượng cho em. Nhận đen từ 30 tới 36 với nha. 30 tới 36 với mã nhận đen mới về hàng một đây nhận đen. Rồi 170.000 hàng xe đại nha, cái này xe đại không hết suy nghĩ rồi. Rồi mã nhận đen của màu xám, của màu xám nha, nhận đen 25kg. Đẹp lắm, mấy chị có test kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi, ok chị nha. Từ 3 em còn lại 30kg cho tới là 36kg nhận đen. Nhận đen là mới về hàng. Đấy. À, bé gái ok chị đẹp. Nhận đen mấy chị nha. Size của bé từ 30kg cho tới là 36kg giùm em. Mẫu đây rất là đẹp đó chị nha. Đây. 30kg 36kg mã nhận đen kìa, nhận đen. À, áo sơ mi bé trai, bé gái có chị bé gái. Đây Mickey màu bạc, Mickey nè. Bé gái với Mickey màu đỏ đi. Từ 30kg tới 38kg với Mickey màu đỏ nè. Bé gái với Mickey màu đỏ chị. Ghé hay lấy hàng từ 8 giờ, 7 giờ sáng. Từ 7 giờ cho tới là, nói chung là từ 7 giờ tới giờ. Tranh thủ ghi lấy sớm cho em trước khi em like được. Từ 7 giờ sáng là em mở cửa rồi. Sáng là 7 giờ mở cửa, tối là 11 giờ đóng cửa. Rồi lên mạng lên mấy kim màu đỏ nè. Trai cái mà được hết cho em từ 30kg tới 38kg nha. Rồi gấu vàng, gấu vàng là 20kg chất Bảo Yến nha. 132 đường Tây Sơn. Nhận đen em chú chị Nguyên. 132 đường Tây Sơn nha chị đẹp. Ok chị đẹp. 35kg em trước chị Nguyên. Chị Nguyên, 35kg. Nhận đen 25kg chốt rồi, em trước chị rồi. Rồi cái này comment Mickey nha, 30kg nha. Cho tối là cái kia màu đỏ là bé gái, gái xanh này cũng được luôn á, từ 30kg tới là 38kg mấy kia màu đỏ nè. 30kg 38kg gì nè, mấy kia màu đỏ nguyên set cho em. Đấy, rồi chị có mấy kia màu đỏ cho em nha. 30kg tới 38kg mấy em, bộ đây trai gái mà được hết cho em. Rồi chị có mấy kia màu đỏ, đẹp quá màu đỏ nè. Đấy, nhận còn màu khác không, bao nhiêu ký. Nhận chị còn màu trắng với lại màu trắng, màu gì nữa ta. Bé mình bao nhiêu ký đi, chị coi còn sai chưa. Màu trắng, màu đen, màu đỏ. Nhận thì có 3 màu trắng, đen, đỏ. Rồi Mickey màu đỏ nha, Mickey màu đỏ này 30kg cho tới là 38kg cho em. Mickey đỏ đẹp lắm nha. Thí nguyện bé có bao nhiêu ký giùm chị chứ.
Và biết cái màu đỏ cho em nha. Nhận có 3 màu, màu trắng, màu vàng, màu trắng, màu vàng. 35 ký á. Nhận 35 ký còn màu gì em? Màu đen còn màu gì nữa? Màu đỏ còn 35 không? Màu đỏ còn bộ. Hả? Màu đen còn 35kg thôi chị, còn mấy cái màu nhện khác em hết rồi. Rồi em lên tiếp ship riêng nha mấy chị nha. Đẩy riêng qua chị lên. Riêng đấy mới về hồi trưa thêm mấy mẫu đó mấy chị. Hàng đã tốt em không có hàng, nên em cố gắng em lên cho mấy chị có hàng. Mấy chị mua cho bé tốt nha. Đó sơ mi chị, sơ mi màu xanh nè. 10kg tới 22kg sơ mi nha. Đây sơ mi màu xanh nè. Đây sơ mi 55k. Sơ mi cỡ giãn 10kg tới 22kg sơ mi nè. Rồi lên mạng sơ mi cho em á, sơ mi nè. Sơ mi áo cỡ giãn cho em á 55.000. Từ 10kg tới 22kg sơ mi màu xanh nè. Sơ mi xanh đẹp quá. 10kg tới 22kg nhất rồi 55k. Để xếp màu xanh cho chị like. Xếp máy xếp riêng nha chị Lan. Đem xếp riêng nha chị Lan. Rồi 55k nha, sơ mi màu xanh này, size bé từ 10kg tới 22kg, sơ mi dài tay 55.000. Co giãn, chắc này co giãn chứ. Xăm 55k. À còn áo khung này, để là áo khung cho mấy chú. Còn áo khung sơ mi 22kg em chốt nhẹ nhàng. Ok vậy đẹp nha. Rồi lên mạng đi màu cam nè. Wow đẹp quá. Màu cam mấy chị, màu cam nha. Sơ mi em chốt nhẹ nhàng nè, 22kg cho em. Rồi lên mạng đi màu cam nè. Bộ đẹp lắm mấy chị, hàng HL hết 10kg em cho tới là 22kg cho em. Rồi lên mạng đi cam 10-22kg. Chốt pin cam 160 mấy chị nha, hàng là 160, hàng là mạch tết dùm em, nguyên set nguyên bộ nó luôn, mùa xin giáo không dùm em. Rồi 10kg tới là 22kg nha. Mẹ riêng màu cam 10-22kg em. Áo không ok chị đệm lên cho, lên xem kẻ nha. Đây chắc nó này, hàng hiệu HL á, toàn bộ này hiệu á nè. Mấy chị nha, có cái dù HL nè. Cái dòng này giá nó cao lắm, không có giá rẻ gì đâu. Đây là một bao gì mấy chị nha. Rồi đi màu cam, tin cam 15kg em chúc chị Nghi Trần. Dòng đem bao giá luôn. Em bao giá toàn quốc luôn. 35kg á. 35kg để lên màu khác chị chứ nha mày. 15kg em chúc chị Nghi Trần. Nghi Trần một bộ này. Cam em chúc chị Minh An một tết cam. Hàng này mặc tết mấy chị ơi, mua để dành tết giùm em. Rồi em còn 16kg cho tới là 22kg, em còn 2 bộ cam 16kg tới 22kg dùm em. 55, 160.000 chị ơi. Hàng hiệu HL, 160 cho em. 26kg em lấy màu khác chị. Màu khác có size, chứ còn màu đây hết size. Lấy cái hình khác nha. Chị em xíu. Rồi 22kg lại nha. 16kg tới 22kg cho em ha. Thêm màu cam này, 16kg tới 22kg cho em. Được đó. Rồi vậy chúng mình đi màu cam nha. 16kg tới 22kg em bao huyền luôn, chắc này bao đẹp nữa ha. 16kg tới 22kg nha. Rồi chị mạnh thêm cam, em còn 2 set đi màu cam. Rồi đến là màu khác cho mấy chị. Lên mã sao xanh nè, sao xanh. Sao xanh này có size đến 12kg cho tới là 35kg. 12 đến 35 cái giá sao xanh. À có để em lấy áo khung cho mấy chị. Cho em lên lỡ màu đây cho mấy chị, em lấy áo khung cho mấy chị nha. Đây sao xanh, áo này có cổ thì nó mắc hơn 10.000 nha. Size nhí là 170, size đại 180 cho em. Áo mà cổ tròn là 160, 170, là size nhí size đại. Còn áo có cổ là 170, 180 cho em. Nó cao hơn 10.000 nha. Rồi lên mã sao xanh cho em 10kg, sẽ là 35 cái sao xanh này. 10 đến 35 cái cho em nguyên tiết cho em. Bộ đẹp ha. 10 đến 35 cái màu xanh rất là sang luôn này. Đây, quần riêng này, lưng khung mới có giảm thoải mái cho em.
10kg tới 35kg cho em nha. Rồi cho cái mã sao màu xanh cho em, mã sao xanh cho em. Rồi 178 nha, áo có cổ cho em. Áo này có cổ, 178, chạy viền hết hai bên, áo có cổ cao đẹp luôn. Rồi là mã sao xanh nha, 10kg 35kg sao xanh cho em, 178, hàng một set cho em. Sao đỏ lên một tí nha. Sao đỏ có 36 cái loại nè, sao đỏ nè. 10kg tới 36 cái nhé, cái sao đỏ đây. Sao đỏ là 10 đến 36 cái cho em, áo có cổ là 178 cho em. Sao đỏ cho em. 10kg tới là 36 cái cho em nha. Chị là chất mã sao đỏ. Nguyên set cho em nha, phù xin áo không hàng hiệu của HL cho em. Hàng này mặc tết bao ghiền luôn. Rồi cái này có đủ size, mặc sao đỏ em có đủ size nha, hàng này mới về cho em. Từ 10kg tới 36 cái cho em, nguyên bộ cho em. Mấy chị mua nguyên bộ mày thích hơn là mua áo rời với quần rời chứ mấy chị. Áo lẻ với quần rời. Đó, nguyên bộ nó phối sẵn với mấy chị hàng hiệu nữa. Đó, hàng em mua nguyên bộ đẹp đẹp. Rồi đó mà sao màu đỏ, sao màu xanh, sao đỏ, sao xanh em. À đôi bộ 3D. 3D có size bé từ 10kg cho tới là 35kg. Mấy không? 38kg. Hả? 38kg luôn. 36kg, 36kg 3D. 3D này, một 3D mới về hàng thêm cho mấy chị có đủ size 10kg 35kg này, 3D này, 167 cho em bộ 3D. 167 cho em nha, 10kg tới 35kg, 36kg nhé. 10 đến 36kg em bộ 3D này. Đó. Để đây các em mới về có đủ size là sẽ nhí xài lại á, 36kg lại cho em bộ 3D. 10 đến 36kg nhé. Đó, chị cho mã 3D cho em, giá sale là 167 cho em. 167 nha. Bộ đây xinh lắm, bộ đây tuyệt đẹp luôn, 3D, bộ đây chốt rất bao nhiêu. 3D mấy chị nha, mấy bé gái chị. Mấy chị chốt hàng 3D đi, trời ơi, cái dòng đã kiếm hàng ra hàng. Rồi đây áo phun, áo phun, áo phun. Rồi lên áo màu xám giùm em, chắc đẹp giảm em chưa. Áo màu xám cho em. Xám là từ 42kg lại cho em nha, 25kg tới 42kg, 30kg tới 42kg. Rồi áo màu xám chị em. Rồi mà áo xám cho em áo 65.000. Áo xám này 65k, size của bé từ 30kg tới 42kg cho em. 30kg tới 42kg hàng rồi, xịn sò cho em nha. Rồi nên áo xám cho em size bự luôn á, 30kg tới 42kg cho em, em cho size bự nhất bao nhiêu ký đó. 65k, hàng mặc tết cho em, ta 2XL. Đây, đẹp quá, 42kg nha. Xám chốt hoa nha, 42kg lại em. Đẹp lắm. 65.000, hoa nè. Rồi áo xám mấy chị nha, từ 30kg, 42kg. Đẹp quá, xám 35kg chốt chị bon, bon lê. Không, áo này có size nhỏ nè mấy chị ơi, 13. Bon lê. Áo này có size bé từ 25kg. 25kg cho tới 42kg nhé. 25kg tới 42kg, áo màu xám này. Rồi xám 35kg chút Bảo Yến, 25kg tới 42kg nè. Xám mấy chị một xám nha chút Bảo Yến. Xám 38kg chút chị Như Lệ. Như Lệ. Em 35kg chút Bảo Yến đây này. Bảo Yến đưa cho số 10 như vậy. Rồi ok vậy đẹp nha. Từ 25kg tới 42kg này 65.000. 25kg 42kg áo màu xám nó đẹp lắm mấy chị, cái chắc là dễ thương lắm được trường luôn. Về sờ xuống tay lắm. Về xuống tay nha, bên trái bao nhiêu ký chị Như Lê ơi. Như Lê bao nhiêu ký mẹ mấy. Như Lệ chút nha. Biết mình bao nhiêu ký trời ơi. Bên gái, bên gái gì chút nha. Bên gái là đang đậm này. Rồi xám em còn 42kg lại cho em. 25kg 42kg em 65.000. Bên gái gì chị chút cái gì ta. Đầm hả chị? Đầm hay là chị lấy gì? Mười tám ký á. 18kg lên đầm hả? Đây là, em đâm mấy cái đầm để chị chốt nha. Chị lấy đầm được không?
Gái đồng công chúa hay đầm gì không? Đồ gái nó đẹp dã man chưa? Áo màu xanh cho em. Rồi áo này mấy chị áo màu xanh nè. Xỉu luôn, xỉu. Đẹp quá. 14kg nha, cho tới là 25kg áo màu xanh. Áo xanh dùm em. Áo này nhiêu tiền nè? 5597. Rồi áo màu xanh 14kg tới 25kg nha. Áo màu xanh cho em á. 5597. Rồi áo xanh mấy chị nha, 50. Mẹ áo xanh cho em á, 55.000. Xanh em chút hoàng kim á, 55k. Áo xanh 55k nha, chị hoàng kim, 55.000. 25kg lại cho em, 14kg tới 25kg nha. Áo màu xanh đẹp lắm. 55k em, siêu rẻ. 25kg lại cho em. Xanh 25kg nha, 55.000, siêu đẹp luôn. Rồi xanh em trước chị nha, 55.000. Chị Bi Nguyễn 55k. 25kg lại nha, trước chị số 9 luôn. Rồi xanh đến 15kg tới 25kg cho em. Màu xanh 55.000 cái áo, chị đẹp luôn. Đây nè, mấy chị nha, kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Đây 23kg em trước chị đẹp nha. Phụ. Rồi 22kg lại cho em á, 15kg tới 22kg áo màu xanh, áo có cổ mà 55k, hàng lịch Tết cho em, siêu phẩm cho em chị nha. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Đây áo có hình nè. Đấy, xịn cực kỳ luôn á, em hai cái bé 25kg không có sai. Thấy màu đỏ được không? 25kg giờ bây giờ em có lấy màu đỏ không? Em lấy màu đỏ được không? Ồ. Bây giờ 25kg em lấy cái màu đỏ chị nha, chứ chị hết sai rồi. Em lấy màu đỏ, màu xanh thì nó xa rồi. Rồi màu đỏ nha, màu đỏ cũng không đủ xa, đỏ nha, lấy đỏ được không? Lấy đỏ đẹp nha, đỏ 15kg, cho tới là 25kg. Đỏ 12kg tới 25kg nè, đỏ 12kg tới 25kg. Rồi áo màu đỏ 55k men, siêu phẩm. Mấy áo không là chắc nó đẹp dễ em. 55.000 cái áo. Không có hai màu đêm thôi, cái mẫu đây có hai màu được thôi, đẹp lắm, chắc hàng loại một hết. 25kg, 15kg tới 25kg nha, màu đỏ màu xanh cho em, đỏ xanh hai màu, hai màu hai màu, chắc này đẹp lắm, hàng loại một hết toàn bộ. Em hai cái màu đỏ nha. Rồi ok, chốt vậy, lấy hai cái màu đỏ đi. Áo này đẹp lắm, lấy hai cái đỏ chị. Hai cái màu đỏ đi em, chứ còn mất size. Lấy chị cái size số 9 cho chị. Rồi chị cho Lâm xin số điện thoại nha chị nha, chị cho Lâm xin số điện thoại. Đỏ 21 cái còn size. Đỏ 21kg hết size chị Bảo Yến, chị lấy em màu xanh đi. Xanh còn 21kg nè. Chị lấy màu xanh được không? Xanh em còn size nha chị Bảo Yến, chứ còn màu đỏ mới size 21kg thôi. Số 9 chị ơi, số 9 nha. À với em, đầm bé gái. Em lấy cái đầm mà đầm hoa chị kìa. Trên Nguyễn ok chị, áo màu cam, cam. Cam này có size của bé là từ 25kg tới 33kg nhé, cam. Rồi áo màu cam ấy chị nha, 25kg cho tới là 33kg, 33kg là 4kg được. Xin cho mẹ đây, 5599. 5599. Áo màu cam dùm em, hàng đẹp lắm. Rồi 5599 mà em. 5599. 5597, 5599. Mã hàng chị vậy, xóa chị mã hàng đi, xóa hết. Xóa luôn rồi, rồi bán chị 5599 thôi. Rồi, lên mẫu đây cho mấy chị, mẫu đây kem.
Rồi mẫu này 65.000. Màu cam này 65k em. Cam này 65k nha. 25kg cho tới là 35kg cho em. 25-35kg nha. Màu cam 65.000. Cam này 65k nha. 25kg cho 35kg cho em. Cam cam này 65k nha. Cam bộ cam này đẹp là áo cam 65.000 cho em áo cổ trụ 65.000. Áo này có thêm cái màu nâu. Áo này có thêm màu nâu nữa nè. Trinh Nguyễn lấy màu cam đi. Cam này đẹp lắm. Chưa mai có riêng xe đại chị. Ship riêng em không còn hàng. Mấy chị nha, ship riêng hàng HL qua đây không còn về hàng nữa. Mấy chị tranh thủ chốt mấy cái loại của anh em đi chứ không có hàng đâu. Ship riêng hàng HL là bên em chỉ còn bao nhiêu hàng đây. Em về cái lô ngày hôm nay là lô thứ 3. Và hàng đó là em bên em là ngưng hàng, không có hàng nữa. Nên làm ship riêng bé trai sẽ không còn hàng nữa. Mấy chị nha, sẽ là một khác thôi. Những hàng HL nó sẽ đứt hàng rồi. Cái lô đó là hết hàng. Tại vì mấy chị biết đó là hàng sale. Hàng sale nó hiếm cực kỳ luôn. Ok nha, chốt chị màu cam. Hàng đấy là giá thị trường của nó là 200 mấy chục ngàn một set. Mà em like mấy chị như ta có 100 mấy chục ngàn à. Cái hàng sale mới có giá đó, không có hàng đó đâu. Rồi chốt chị hai bộ đây, hai cái đây. Bé rộng thoải mái nha. Chú chị hai cái này số 11, số 12 chị. Có màu nâu, mỗi đây có thêm màu nâu nữa nè. Nâu nha chị, nâu nè, đẹp quá. Đây chị chút màu nâu nè. 25kg tới 35kg màu nâu. 25kg tới 35kg nha, màu nâu cho em, đẹp, đẹp luôn nâu. Cái này có size bé từ 25kg nhé, cho tới là 35kg màu nâu này, màu nâu sang nghe chưa. 65k mềm, áo này đẹp lắm, giá thị trường của nó là đã 100 mấy chục ngàn. Nâu nếu mấy chị đang ngồi mấy chị mua 100 mấy chục ngàn, em cam kết là vậy. Đây là màu nâu ấy chị, mã nâu nè. Nâu cực siêu phẩm luôn. Ok để em chốt dùm màu nâu nha. 65 ngàn. Khung sọc ấy, khung sọc này nãy còn nè ta. Sọc nè ta. Rồi là mảnh nâu đẹp lắm chị nha, nâu nè. 65 ngàn cho em, nâu. Áo sơ mi à, sơ mi có. Rồi, cái đầm này chị đang hỏi đầm này. Nâu 25kg chút việc chứng quả. Nâu 25kg, đắt nâu 25kg chút chứng quả. Cái này của chị Hồng Kim. À, chị là lấy đầm em lên đầm chưa? Nâu 27kg chút cho chị rồi đó. Đầm này đây này, đầm mò. Đây đầm màu xanh này. 10kg tới 22kg nhé. Semi sọc và thun nha chị. Semi sọc. Em qua cái áo semi kia còn đi. Rồi đây mảng đầm nha. Đầm này 75.000. 10kg tới là 22kg đầm xanh. Kho xanh 75.000. 10kg tới 22kg nhé. Kho xanh trên 75k. Mã sọc. Kho xanh 75.000. Cái này có size bé 10kg tới 22kg đầm hoa xanh này, 75k cho em nha, hoa xanh 75.000. 10kg tới 22kg nhé, đầm này đẹp. Cái kiểu đầm vôn mà sắp ly cho em, ở phía sau là cái kiểu khó cho em, tay của nó xinh luôn này. 10kg tới 22kg nhé, rồi mạng hoa xanh cho em 75k. Hoa xanh đẹp 75.000 cho em, mạng hoa xanh 75.000. Lên sơ mi à, rồi ok chị, sơ mi. Không, hàng xuất hàng hết hàng chị ơi, không còn hàng. Xanh em trước chị Liễu, đầm xanh em trước chị Hồng. Hàng xuất hàng và em đứt hàng. Hoa xanh 14kg, 16, cái đây 15kg trước rồi. 15kg trước chị Hồng kia, 14, 16kg. Chứ
cái chị Liễu. Rồi áo caro cái gì caro cho em. Rồi 65.000 caro này 65k. Liền quay lại kia mấy đứa nó ghi tiền nó không ghi ta. Rồi đâm 65k mấy mấy chị 65.000 cho em. Rồi ok Ngọc Lê 30 ký tới là 36 ký nhé. Caro này 30 ký 36 ký 65.000 cho em. 65k nha, 30 ký 36 ký cho 65.000 cho em. Tụt lạnh hết rồi chị ơi. Rồi là mẹ caro nha, 30 ký 36 cái caro này, 65.000 caro này. Áo này ngắn tay nha, caro này ngắn tay 65.000 cho em. Rồi chị chúc mẹ caro 65k nha. 30 ký cho tới là 35 ký, 36 ký. 65.000. 26-27 cái caro đen không có sai em, để lấy màu khác nha. Để lấy sơ mi này, sơ mi của hàng Sky này. Để lấy sơ mi màu đây đi. Sơ mi này có size này. Ok chị, để em lên đầm này, còn kim lên đầm luôn. Sơ mi này. Qua đây sẽ bự không mà chị. Bự. Rồi sơ mi này từ 30 ký nhé, cho tới là 37-36 ký sơ mi nè. Sơ mi này 75k, hàng đây hàng Sky 75.000. Rồi lấy mã sơ mi là 75k cho em á, từ 30 ký tới 35 ký, 36 ký. 30 ký 36 ký cho em nhân vải đẹp lắm. Vải nó đẹp lắm á chị sơ mi nè. Cái mẫu kia không có size gì, mẫu kia không có size bé chị. Cái này size to quá rồi. Sơ mi này chắc hàng Sky. Hàng hiệu Kai nè. Đây này chị cho hiệu Kai nè. Từ 30 ký tới 38 ký cho em nhân sơ mi nè. 30 ký 38 ký hiệu Kai, hàng Kai là hàng cao cấp cho em đó. Rồi. Ba chục ký 38 ấy nhá, mẫu này rất đẹp luôn á. Số 11 là nhỏ nhất, cái này số 11 nhỏ nhất, 11, 12, nói chung từ số 11 cho tới số 15 là từ 30 ký 38 ấy nhá. Sơ mi này 35 ký chút chị Liễu, 75.000 hàng Thiệu Cai, cái dòng này là em bao vé bao chắc luôn, cái này size to chị ơi, cái này size to, 75k nha, sơ mi giùm em 75.000, hàng Sky là 75k. Chắc hàng lộn 1. Cái hàng đây hàng đẹp đó, hàng đây hàng cao cấp hàng hiệu luôn. Trời ơi mã Sky nha, sơ mi nè. À sơ mi sọc xám 36 ký cho chị Vi. 36 ký. Sơ mi 30 ký cho chị Trinh Võ. Đây 30 ký Trinh Võ. 36 ký á. Không, to lắm em. 38 cái chút như lệ em. Em cái kia 30 em, đây 36, đây. Cái này bà, cái này cho chị Liễu Nguyễn nha. Cái kia đổi cho chị Trường Vi nè, chị Ngọc Vi nè. Rồi cái đó xem nha. Còn lại cái đó thôi, 35. 38 cái chút như lệ nha, sơ mi. Cái mẫu đây có size em, còn size đến 10 ký tới là 10 à. 10 đến 18 ký. Cái mẫu đây em còn size, để từ em lên cái mẫu khác cho chị. Nó còn lẻ size. Ba mươi ký để lên mẫu khác cho chị nè. À em đây 20. À chị lấy hai cái màu đây được không? 25 ký chị lấy màu đây cho em được không? 25-26 chị lấy hai cái màu đây được không? Xin đôi á chị, còn không? Nó bị lễ sai. Cái này có 25 ký nè. Cái này ta. Rồi sọc trắng nha, sọc trắng nè, 75.000 triệu ca luôn. Cái này có size biết 25-26 ký nè. Em còn một cái, cái này còn một cái chị có lấy không? Biết sinh đôi sao ạ? Em còn một cái chị lấy một đem 25 ký 26 ký. Rồi là mẹ sọc trắng 25-26 ký nha. 75.000 hàng triệu ca hết toàn bộ. Chắc hàng lộn một. Hàng này hàng đẹp, hàng cao cấp đó. Còn như chị Trinh Võ,
Em còn cái sơ mi đẹp nè, sơ mi sọc nha, 26kg, 26-27kg cũng được. Nói chung là từ 25kg tới 27kg. Này size to. À, lấy hai cái nha, không có đủ hai cái, lấy một cái được không? Một cái nha, đây. Lấy hai mẫu, đây cùng size nè, chị lấy luôn không? Em lấy sơ mi sọc đây, sọc trắng em chốt chị à. Chị Trinh Nguyễn còn có một cái nha, chị Minh Nguyễn. Hoàng Kim comment sau rồi, sơ mi sọc dài đi á, sọc dài nè. Mã sọc dài nha, sọc dài có size cũng biết là 25kg luôn này, sọc dài. Dài tay, mã dài tay nha. Dài tay có size tới 25kg nè, 14kg tới 25kg, dài tay, mã dài tay. Hiệu cai hết, chắc nó đẹp lắm. 14kg tới 25kg hiệu cai nè. Rồi là mã dài tay mấy chị, mã dài tay nha, dài tay nè, 14kg. Cho tới là 25kg nha, dài tay cho em á, rồi 75k. Hai cái giống nhau rồi, để em lấy một khác thì không có hàng. Mình ship. Dài tay còn 3 cái là 14kg tới là 25kg mã dài tay. Dài tay cho em. Dài tay 14kg chút chị Hoàng Kim cái nha. 14kg Hoàng Kim. À xin đôi chị, ok chị đẹp. Đây ngắn tay nè, cái này đẹp nè. Cái này cũng 14kg cho tới là 35kg. 14-35kg cho em nha. Rồi là mã da, đang ngắn tay nè, ngắn tay nha. 75k hiệu cai luôn, 14kg tới 35kg nha. Đây kiểu cai. Rồi màu xanh với 14kg 35kg nha. Rồi lấy màu xanh chị em, xanh. 14kg 35kg cho em nha. Mã xanh nè, xanh giùm em, xanh ngắn tay. Cái này em, cái này là không có size biết, size biết thì 14kg tới là 23 22 chị, 14kg tới 22 chị em. Áo này còn 14kg tới 22 chứ còn một cái là size của bé 30kg 35kg. 30kg 35kg và 14kg tới là 22kg nhé. Rồi áo màu xanh, mẹ áo xanh cho em. Em còn cái áo sơ mi nào cặp không? Rồi là mẹ áo màu xanh nha, 75k, áo màu xanh cho em. 14kg tới 22kg. À, sọc trắng chị Minh Nguyễn hình như được, sọc trắng chị Minh Nguyễn được đó. Sọc trắng em còn một cái size 10kg này. Rồi đem lấy cái màu khác gì. Đây trắng em còn một cái size 10kg 12kg chị chút không? Sọc trắng 10kg 12kg cho em nha. Xanh 35kg em chứ chị Vy này. Xong này 35kg chút kiểu Vy. Em còn một cái màu trắng nha, size bé là 10kg 12kg màu trắng. 75k 10kg 12kg màu trắng, còn cái màu trắng 10kg 12kg. 75k. À, 40kg á, đầm mấy chị, ok chị lên đầm. Màu được bao nhiêu ký á? 10 đến 25 cái 23kg này. Rồi là mã đầm hồng, hoa hồng 10 đến 25. Cái bé có size không? 10kg tới 22kg nhé, 23kg cho em á, đầm màu hồng với chị, em hồng 75k. Xanh 2 cái không có size chị, để em làm màu khác chị. Cô lấy hàng thằng lễ size. Caro đâu con? Rồi, lấy caro đi. Rồi, lấy áo màu, comment đầm hồng, đầm hồng. Đầm hồng nha, có size của bé từ 10kg tới 23kg, đầm hồng 75k. Đầm hồng 75k, 10kg tới 23kg nhé. Đầm hồng 75k. Rồi em lấy cái đầm áo, đầm set caro đây chị nè. Áo caro. Đưa caro chị, đưa caro đây chị. Cái rồi giá nhiêu đó? 59 ngàn chị lấy caro về em. Caro 59k nè. Đang hiểu của nó nè, 59 ngàn cho em. Cái này có size bé chị nè, 26kg cho tới là 35kg caro. Áo caro nha, 59 ngàn cho em. 26kg cho tới là 35kg nha. Caro 59 ngàn. Đợi chị mặc caro 59k nha. Hồng 22kg em chứ chị Liễu Nguyễn cho em hồng. Sơ mi trắng ngắn tay 25kg bích phượng. Sơ mi trắng ngắn tay 25kg bích phượng là mẫu gì ta? Còn hết size mà chị, bích phượng hết size rồi. Cái sơ mi sọc đúng không? Hết size 25kg rồi nha chị nha. Lấy caro là từ 26kg cho tới là 35kg caro. Caro này 26kg 35kg nha. À, kaki không có hả chị? Không, chưa có hàng chị. Rồi lâm mã đang cái caro này. Mã caro nha, từ 26kg cho tới là 35kg caro này. Chị lấy caro này có cặp cho bé nha. Rồi mẫu rất là đẹp luôn, caro. Em đi mà. Cho mi sọc dưới đó, cho mi sọc ở mặt dưới đó. À chị lấy cái đây này được nè. Áo sky à, sky. Chị lấy mẫu đây nè, chị lấy cặp đây được nè. May quá cái này có size chị nè. Chị lấy cặp ca đây vừa nè. Đây, chị lấy cặp đây cho em được không?
Cái này có đủ size chị nè. Ok chị hai, cái này chuẩn size luôn. Áo sập đây nha. Cái này có size 27kg, 13kg tới 27kg nè. Em còn hai cái 13kg tới 16kg. 13 đến 16kg và từ 25kg cho tới là 27kg nè. Chị lấy đây không? Lấy cặp đôi đẹp nè. Rồi lắm ạ. À, áo sập đi, áo sập này hiệu cai luôn nè. Áo này đẹp lắm ạ. Không, áo này mà hiệu cai. Nhưng mà chắc nó đẹp. Chị lấy cái đây đi. Không phải hiệu cai nha. Áo này 50, áo này nhiêu ta? 59.000. Áo này 59k em lấy không? Áo 59.000, chắc nó đẹp lắm. Áo sọc này 59k hiệu quá nè. Yên tâm đi, hàng này chị sale thôi, dòng ra hàng bao hàng luôn. Áo này to. À, sọc trắng ngắn tay sọc. Không có hết size, chị Bích Phượng ơi, không có size. Em chốt chị cặp tay nha, cặp này đẹp lắm. Về kiểm tra hàng thoải mái, chắc nó đẹp lắm. Lấy sọc đây nha. 59.000 cái. Rồi sọc này em còn 2 cái, 13kg cho tới là 16kg. Sọc này còn 2 cái, 13 đến 16kg cho em nha. Sọc em còn 2 cái sọc, 59 nha. Trọng thoải mái, ok. Cái màu nó đẹp lắm, đi tâm đi. Sọc 22kg em hết rồi chị ơi, em còn 1 cái. Sọc 13kg cho tới là 16kg thôi. Áo màu xanh này đẹp nè, size của bé là 20-22kg nè. Áo xanh em còn cái nè. Chị lấy áo màu xanh đây không? 75.000 hiệu cai. À đầm đầm. Cái này có size của bé là từ 20-22kg nhé. Lấy áo xanh này đẹp nè chị. Chị Quỳnh Hoa lấy áo xanh đi nha. Đó. Chị Quỳnh Hoa lấy áo màu xanh này đẹp nè. Hiệu cai đẹp lắm. 20-22kg lấy áo này cho em nè. 20-22kg nè. Còn một cái. Rồi chị cho áo xanh của em, áo xanh cho em nha. 20-22kg áo xanh. 75k. Áo này đẹp lắm, 75.000. Đầm đúng không chị? Ok, lên đầm. Em hút đầm thôi. Áo áo xanh 22kg em chúc chị Quỳnh Hoa. À, đầm. Bây giờ đầm gì ta? Rồi, cái này comment mẫu đây là cá sấu nha, cá sấu nè. Áo này 5969k, cá sấu, cá 5969 ngàn. Áo này có size bé 10kg tới 33kg nhất. Áo màu xanh này, cá mập dêm ba. Áo cá 10kg tới là 33kg. Rồi 5969k. Nha mấy chị nha. Rồi chị chốt áo màu xanh mấy chị, màu xanh nha, xanh để em à, xanh em chốt chị rồi. Rin nam bao nhiêu ký á chị? À chị lấy rin màu nam, rin nam được ha, rin nam đâu còn. Rin bé chai đúng không? Rồi lấy mẹ cá xanh nha, 10 ký tới 33 ký nè. À, mẹ cá xanh 10 đến 33 ký cho em màu xanh. Rồi áo này là 5969k nha, áo màu xanh này, cá 5969k em. À chốt rồi cái đây, Tommy chốt rồi. Rồi đang đầm với mấy chế đúng không? Đầm gì đây cho mấy chị đây. Xếp vết là 130. Vết là 130 mấy ta? Hả? 135.000, vết 135k. Cái đầm này đẹp nè. Cái đầm này hàng thiết kế mấy chị không? Hàng này hàng thiết kế đầm hoa. 10 đến 35 cái nhá. Đầm này đẹp lắm. 6979k hàng thiết kế. Quỳnh Hoa có số điện thoại rồi. Đầm này đẹp lắm mấy chị, đầm này đầm thiết kế mấy em, mấy chị nha. Cái chất nó đẹp giả mang luôn. 10 ký 35 ký nha, đầm hoa. Mã đầm hoa 10 đến 35 ký nha. Rồi 5969k. Ủa 6979k chứ, đầm hoa 6979k nha. Cái đầm này đơn giản mà rất đẹp luôn. Hàng đây hàng hiệu cho em. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha, hiệu nó nè. 10 ký cho tới là 35 ký cho em ha. Đầm hoa 6979k. Nó may màu đen lắm mấy chị, may màu đen lắm. Đẹp lên xinh lắm nha. Rồi chị chúc mã đầm hoa, đầm hoa. À mấy chị lấy yếm không? Hoa 15kg. À chị đã lấy gì? Yếm bé gái không? Bé gái có đầm mà, chị áo dài bé gái không? Bé dài bé gái có mẫu mới, mẫu kia. Hoa 35kg lại cho em nha, đầm hoa đẹp lắm. 15kg chú hoàng kim này, hoàng kim gì bấm chưa? Rồi ok chị hoàng kim nha.
10 kg tức là 35 kg nha em nè, đầm hoa 10 đến 35 kg nha. Chị chấp mã đầm hoa 6 la 6979 nha. 35 kg lại cho em. À đầm công chúa ha. Rồi ok, lấy đầm công chúa cho chế. Áo dài. Em có áo dài 6739 nha. 6739. Đầm hoa thiên cánh ngô 35 kg hả chị? Cái đầm hoa đó đẹp lắm chị. Em lấy cái size bự nhất cho chị luôn nha. Rồi em lên áo dài cho mấy chế nè. Áo dài dùm em. Rồi áo dài mấy chị nha. Yếm váy. Rồi áo dài, chị áo dài em sale nha. 10 kg tới là 33 kg này, áo dài cho em dài sen. Rồi áo dài mấy chị nha. 85-95 ngàn áo dài. Đây chân váy áo dài 85-95 ngàn. Size của bé từ 10 kg tới là 30-35 kg. 10-33 kg thôi. Áo dài, dài sen này, áo dài. Chân váy cho em nha. Rồi giá sale là 85-95 ngàn. Áo dài, chân váy cho em 85-95 ngàn. Đẹp quá. Size của bé từ 10 kg nha, cho tới là 33 kg cho em áo dài. Rồi có hai size nha, nhí đại luôn. Đẹp lắm nha, đây mấy chị nha. Dài xinh lắm luôn. Áo dài á, dài hoa sen. Và 85-95 ngàn. Hoa sen. Yếm bé gái, yếm bé gái. À yếm bé gái là mẫu đây dùm em á. Từ từ em lên. Yếm bé gái là có mẫu đây. Mẫu đây. Mẫu đây có móng. Yếm này chắc đẹp lắm. Đang lấy cái lại em. Vậy là yếm không? Đầm hoa 12 kg em chút chị Như Lệ. Đầm hoa 12 kg. Áo dài 14 kg, 16 kg. 14 kg một cái, 16 kg. Rồi ok đẹp nha. 85 ngàn này. Đầm hoa 12 kg thôi. Yếm này đẹp lắm chị, yếm này chắc phục đẹp luôn. Yếm này bao nhiêu ký ta? Yếm này đẹp lắm chị, yếm này rất là xinh luôn này. 10 kg tới là 12 kg, phải 12 kg đổ lên. Áo dài 22 kg chút chị Liễu luôn, 22 kg luôn. Em chút chị Liễu. Rồi yếm này có 28 kg lại nha, 12-28 kg. Yếm này 95 ngàn. Yếm này dễ thương lắm, 95 ngàn nha. Yếm một vàng với lại yếm trong có màu đỏ, yếm vàng yếm đỏ trên nha. Chắc này đẹp kỳ luôn. Size bé 12 kg tới 28 kg cho em. 12-28 kg mà yếm này. 12-28 kg nha. Em cái đầm ghi đầm gì ta? Cái đầm gì? Đầm màu nu ở trên. Không phải. Làm nu cái đầm gì á. Thôi cầm cầm ở đó đây chị Lai luôn. Đợt 95k cho em, chắc hàng đẹp lắm. 95 ngàn. Đợt lên mà yếm nha. Yếm mà đẹp lắm. 95k. Có dài 22 cái con số này. Em 22 kg lấy số 7. Em lấy to lắm. Mấy cái dài thì đẹp luôn. Đây là chất liệu Nguyễn sao đây. 85-95 đi.
chưa có hàng chị. Chú sắp là em cho em hẹn ngày mai, ngày mốt đi. Chú sắp là ngày mốt cho em nha. Rồi lên cái đầm màu đỏ đi. Đầm màu đỏ còn mấy cái sale nốt cho mấy chị 10 đến 18 cái đầm màu đỏ. Màu tím nữa. Màu tím có 30 ký nha, màu đỏ là 10 đến 18 ký màu đỏ. Màu tím còn 30 ký cho em á, đầm đây sale cho. Cái này rất là xinh luôn nè. Hàng không có tông bao đẹp luôn. Ở phía sau là hở lưng cho em nha. Đây. Ở phía sau là hở lưng cho em, chắc này đẹp lắm. Đây nha mấy chị nha, kiểu ra đầm này. Đó. Cái chân váy cho em nha, màu tím mà là có 30 ký lại cho em. Còn cái đầm màu đỏ là có size biết là 18 ký lại cho em. Đầm em xem mấy chị với giá là 65.000. Size nhí sẽ đại luôn, siêu đầm giá 65k. Cái chất này đẹp cực kỳ luôn. Đó. Màu tím là 30 ký lại cho em, còn màu đỏ là size của bé là 18 ký lại cho em, 65k. Rồi 65k mấy chị, đầm 65.000 cho em. Size nhí sẽ đại luôn, màu tím 30 ký lại cho em. Màu đỏ là 18 ký lại cho em nha, xinh lắm. Màu đỏ này đẹp lắm. Để đầm cúc nha, ở phía sau này nó cột lửng cái áo như thế này cho em nha, chắc này đẹp lắm. Mấy chị mặc lên nó căng ra, nó sẽ không hở cái lưng đâu, nó sẽ căng cái chân váy ra như thế này cho em. Đó, căng chân váy lên. Rồi, lên mã hoa cúc nha, 10 kg tới là 18 kg cho em. Cúc này còn 18 kg, cúc đỏ. Rồi 65k, còn cúc màu tím á thì 10 kg tới 30 kg nha, cúc tím 65.000. 10 đến 30 kg cho em nha, màu tím cho em, hai màu nha, cúc tím và cúc đỏ cho em. Chắc này đẹp lắm. Chắc này hàng phun cô tâm chính phẩm cho em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi 65k. Rồi lên tiếp mẫu đầm cho mấy chế đầm màu khác cho mấy chị. Đưa cái mẫu đầm khác thì lên. Mẫu đó là gì đó? Cái gì đó? Nó dài vậy? Đỏ 12 kg chút như lệ. Cái gì chị ơi? Tím em chốt chị 3 bộ nha, tím đỏ 12 kg đó. Thâm 4 kg chị lấy màu gì? Thâm 4 kg chứ lấy màu gì? Đỏ 12 kg đấy. Tím 18 kg. Tím 10 à, ok chị nha. Đỏ 18 kg ok đẹp đỏ 18 kg. Đỏ 18 kg đó. Và tím thì chốt 3 bộ đúng không? 14, 16 với lại 22 kìa. Đỏ qua, màu tím. Rồi 4, 16, 22. Đây 3 bộ. Rồi 4, 16, 22 nha. Tím còn 24 kg, Trinh. Thì Trinh còn 24 kg có chốt không? Tím còn 24 kg cho em nha. Còn 24 kg. Tím chị nào nữa? Đỏ 12 kg chút như lệ rồi nha. Tím 18 kg chị, 18 kg. Ở 18 kg chút chị Như nè, Lê Như nè. Không hết xong. Hết xong hết xong. Tím hết 18 kg chị Lê Như ơi. Em chốt cho tím 24 kg chị. Chị Trinh Nguyễn. Tím 24 kg chút Trinh Nguyễn. Mấy cái áo dài này nó để nó trộn rồi. Đây áo dài này. Chị là thích áo dài này không? Hôm mai. Áo dài hôm mai, còn cái áo dài hôm mai quần. Mai vàng có 2 cái, mai vàng này. Váy. Mai vàng có size bé 22 kg tới 25 kg nha, mã mai, mai đỏ. Mai đỏ cho nha, 22 kg tới 25 kg mai đỏ này. Mai đỏ, cái này em tặng cho mấy chị đây, này hàng này lễ size cho em. Ô cái này nó bị dính mực rồi nè, bị dính từ đây rồi, em tặng cho. Mai đỏ này nó bị dính mực cho em từ đây nha. Đây nó bị dính nè, em tặng cho. Mấy chị về giặt cho em xíu nha. Rồi cái này em tặng mấy chị với giá là 39 nha. Mai đỏ 39 nha. Mai đỏ size bé 23 kg, 25 kg nha. Mai đỏ nó bị dính mực xíu, em tặng mấy chị 39 nha, mấy chị về giặt cho em. Rồi 39k nha, mai đỏ 39 nha cho em. Mai đỏ
Em bị dính mực xíu mấy vậy nha, mấy chị dạy em 39 nha. Còn một cái. Đây chị là cái mai đỏ, còn cái 39 nha. Mai đỏ còn size số 7 đây. À đây liền. Bé mình bao nhiêu, mười mấy ký đúng không? Chị lấy áo dài không? Chị lấy đầm. Đầm em lên một khác cho. Từ từ đầm. Cái bộ ngựa 3D sao còn đây ta? Chị lấy cái đầm mà đầm đây không? Em tặng cái đầm đây cho. Đầm thỏ. Chị lấy đầm thỏ đây không? Đầm thỏ này 85 ngàn này. 18kg tới 25kg đầm thỏ. Cái đầm thỏ đây có size 18kg tới 38kg đi. Có 40kg luôn ạ. 18kg tới 40kg giấc đầm thỏ. Thỏ cho em. Rồi 85kg 18kg giấc. Em thấy có áo dài trắng hoa đào. Có. Mà nó lẻ size. Nó bị lẻ size. Lên đầm công chúa không lên cho. Đầm thỏ 18kg tới là 40kg 18kg tới 40kg 45kg cũng được á. Đầm thỏ. Rồi lên mà đầm thỏ đẹp này, đầm thỏ 18kg tới là 40kg nè. 45kg luôn. 45kg đầm thỏ 85kg của 45kg mềm. To nha. 18kg tới 45kg cho em. Phôm to này, hàng này hàng đẹp lắm. 85.000. 45kg cho em nha. Chị lấy đầm thỏ 18kg tới 45kg đó, đầm thỏ mềm. Rồi lên mã đầm thỏ 18kg tới 45kg cho em á, đầm thỏ 85k nha. Em còn cái đầm nào? Em lấy cái đầm hồng mấy chị lên chưa? Cái size của chị. Em đang cháy hàng đây, thì em sẽ lên mẫu chắc hết. Đầm này có size bé 25kg nhất, đầm hồng này, mèo hồng 25kg cho tới là 35kg mèo hồng. Mèo hồng 85.000. Mèo hồng này 85k. Cái này có size bé từ 25kg nhất. Để em lên mẫu cho 25kg tới 35kg mèo hồng. Mèo hồng 85.000. Mèo hồng 85k nha. Mèo hồng 85k mềm. Cam. Thỏ cam 69k em. Đây thỏ cam này size bé 25kg lại nha. 13kg tới 25kg thỏ cam thỏ hồng. Dạ tay nha. Thỏ cam thỏ hồng cho em á, 69 nha. Thỏ cam thỏ hồng 69 nha. Size của bé là 15kg cho tới là 22 15kg tới 30kg đi. 15kg tới 30kg thỏ cam và thỏ hồng đầm dài tay. Không mà không có công chứng phẩm nha. Đây là may mô đen cực kỳ luôn á, cái tà dưới là may mô đen nha, 69 nha. Đây thỏ cam thỏ hồng 69k 15kg 13kg tới là 30kg nha. Khá là đẹp đầm. Đây thỏ cam thỏ hồng cho em 69 nha, làm dài tay. Rồi thun cô tâm chứng phẩm nha em. Số 9 nha. Chị ơi, trời ơi, em lên mấy mẫu chị còn chưa chốt được cái nào nữa. 18kg. Hoa đỏ. 10kg tới 23kg nha. Hoa đỏ 10 đến 23kg 75.000 hoa đỏ. 10 đến 23kg 75k nha. Mình còn cái đầm riêng không em? Đầm riêng nha. 75.000. 10kg tới 23kg nhé, hoa đỏ 75.000, hoa đỏ 75.000, 10kg 23kg hoa đỏ. Rồi 75k nha, em like xíu để em nghỉ like mấy chị nha. Hoa đỏ 75.000, 10kg tới 23kg, hoa đỏ 75k. Hồng á, hồng em chốt chị Ngọc. Hồng 16-17kg nhé, ok đẹp. Thỏ hồng đây hình như có size 30kg nhé, thỏ hồng có 35kg nhé. Thỏ hồng
Em ơi thỏ hồng mà, em lấy một cam được không? Màu hồng hết size nha, lấy một cam đi. Cam 16 tiết hết size này. Em chú chị một cam được không? Màu hồng thì hết size rồi, hồng có size beta chữ 35 quý thôi. Hồng. Hồng này có size của beta chữ 35 quý. Hồng thì hết size, chú chị một cam nha. Rồi đầm riêng là 69.000 đầm riêng. Riêng đỏ 69k. Ba đê bé trai vậy. Rồi ok chị. 25k lại nhân 30k lại cho em á. Rồi riêng đỏ 14k tới 25k. 14k 30k chứ. Riêng đỏ, riêng đỏ 69k. Bộ ba đê đưa chị, ba đê mà chị nghĩ. Rồi lên bộ ba màu đỏ, màu đỏ. Riêng đỏ 69.000. 30 kg lại nha, 15 kg tới 30 kg riêng đỏ, 69k nha. Rồi lên mã riêng đỏ cho em nha. À, cái đầm công chúa, đầm công chúa bao nhiêu ký ta, hoàng kim bao nhiêu ký của mơ, bao nhiêu ký ta? 3D em, riêng 3D em, riêng 3D. Rồi ok chị, 15 kg đúng không? Ok chị lên đầm rồi, lên cái công chúa 15 kg chị luôn. Chờ chị lên như chị lên số thoại em cái. Lên 18 kg. Chị lên như chốt hàng chị lên số thoại em chứ nữa. Đây chị 3D nè. Chị ơi chị lên số khoảng một chút đơn được em like mấy mỗi em nghĩ mai chị chút thêm cái gì nha. Đây chị lấy comment bỏ đây cho em nha. 3D, 3D còn bao nhiêu ký nha. 3D nè, 10 đến 36 ký đó. 3D nè, xếp 3D cho em á. 10 đến 36 ký bộ 3D, 10 đến 36 ký bộ 3D cho em, mã 3D. Rồi 10 đến 36 ký nha em nha, 3D. Bộ 3D cho em chị chút hàng chị lên số khoảng mấy chút đơn được chị ơi. 10 đến 36 ký 3D đẹp lắm. 3D cả xa nhí đại. Công chúa đúng không? Công chúa. À, em công chúa. Em đang công chúa cho mấy chị nè, công chúa đây. Đây công chúa đuôi cá đi. Xịn chưa? Rồi, công chúa cho em màu hồng 125.000. Cái này có size bé tầm 20 kg lại đi. 12 kg tới 20 kg nha, công chúa màu hồng này. Công chúa màu hồng cho em nha. Màu đó bé xá được. 3D đó của bé trai chị Lê Nhi. Bé trai đó, chị lấy bé gái lấy bộ Mickey cho chị. Bé gái xếp Mickey cho chị. Cái màu hàng của Lido Baby á. Không, Mickey màu vàng á. Hàng của Lido Baby á. Rồi lên mã công chúa hồng nha. 12 kg tới 20 kg á. 125k dùm em, hàng cao cấp. Công chúa màu hồng 125.000. Xếp Mickey á, mùi xuyên áo thun á. Màu vàng á, màu xanh á. Đúng không? 3D 35kg em chúc chị Thúy An. Rồi công chúa màu hồng nha, 12kg cho tới là 12kg tới là 20kg giùm em công chúa hồng mà đẹp lắm, 125 nha. Rồi ok em chúc chị Hoàng Kim mấy công chúa hồng. Lấy 14kg 15kg chị. Để em lựa size cho. Đẹp lắm, mấy công chúa này cực kỳ đẹp luôn. Lấy chị cái này đi. Chị lấy công chúa nữa em lên cho công chúa. Còn lấy mẫu công chúa nữa. Bé đang 14kg đúng không? Em có sao là xanh mấy em? 100 mấy. Sao đây là 100 mấy. Lấy trừ hao. Rồi đấy, ok. Lấy cái đuôi cá không? Lộn cái đuôi cá đi. Ba đây lấy sơ lớn nhất nha công chúa 14kg chút chị Liễu. Lấy đuôi cá không? Chị Liễu lấy đuôi cá không? Chị Liễu có lấy đuôi cá không? Lấy đuôi cá đẹp nè, lấy đuôi cá. Ô công chúa 10kg nè. Trời xinh quá chị ơi, 10kg nè. Ép ép nè. Cái này có 10kg giùm em. Ba đê công chúa 18kg. Rồi công chúa 10kg nè.
90 kg cho lấy công chúa đẹp nè. 90 kg lấy công chúa màu hồng đấy chị. Mười bốn ký rồi chị đẹp, 14 kg đó Nguyễn, 14 kg Liễu Nguyễn lấy đuôi cá 14 kg nha chị đẹp, đuôi cá 14 kg nha. Liễu Nguyễn lấy công chúa, công chúa 14 kg đuôi cá đi, đẹp không? Em đưa chị đồng công chúa bên kia lỡ chị lên đi đây. 3D lại cho xem 3D. 3D là xếp đi, xếp hồi nãy 3D hả chị? Rồi Mickey màu vàng này. Bộ đây 100 130 140 120 130 Mickey màu vàng hàng hiệu của Lido BB cho em. Công chúa 9 kg 18 kg á. Thôi 9 kg không có sai chị ơi. Đuôi cá lấy luôn, em chúc chị lấy đuôi cá nha. Công chúa mà 9 kg cực kỳ hiếm. Em công chúa 9 kg là nó có cái hàng hàng nào quên mất. Đây 9 kg có mẫu đây, để lên bộ 9 kg mẫu đây có mẫu đây. Rồi lên bộ Mickey màu vàng của bé gái, size 120 size đại 130. Mickey màu vàng hàng hiệu của Lido nha. Em lấy bộ chị cầm á, bộ Mickey ra đúng không? Mickey này đẹp lắm. 120 đại 130. Bộ đây hàng hiệu của Lido B á. Để tôi còn size chị nó còn bị lỗi size. Từ từ chị lấy Mickey bao nhiêu ký giùm em cái. Chị lấy Mickey bao nhiêu ký giùm em? 35 kg lại. Nó còn sai vậy, 18 kg còn sai nha. Hết sai 18 kg. Mười tám ký hết sai chị đẹp ơi. Wow, hết sai. À 18 kg lấy màu xanh được không? Hai bộ á. Hai bộ không có. Đây chị lấy màu xanh cho em được không? Màu vàng em hết size rồi. Lấy màu xanh được, lấy xanh cho em nha, xanh. Chị lấy màu xanh được không? Xanh đây nè, chỉ có màu xanh thôi chứ có màu vàng em hết size rồi. Đây nha chị đẹp nha, xanh nè. Bé 9 kg chị lấy 10 kg chứ còn 9 kg xanh nha. Xanh, một coi xanh được. Em lấy chị size nhỏ nhất của nó là size số 2. Đây nha chị, size nhỏ nhất nè. Chị lấy cặp nè. Size nhỏ nhất là màu đây cho em nha. Chị lấy 2 bộ đúng không? Trước chị 2 bộ. Công chúa, đây công chúa, đây công chúa màu tím. Công chúa 9 kg là chị lấy mẫu đẹp nè. Đây 9 kg thì lấy cái mẫu đẹp nè, công chúa này. Đây 9 kg thì lấy em cái này siêu phẩm luôn á. Cái công chúa màu vàng này, cái công chúa màu vàng này mắc tiền lắm á, 100 nó thứ mấy trăm ngàn à, 350 hay 400 ngàn cái đầm công chúa màu vàng này. Cái này em sale nè. Cái đầm công chúa vàng này mắc ôm. Cái đầm này đẹp lắm chị chốt cái đầm này size bé 9 kg này siêu phẩm luôn à. Còn một cái cuối cùng em sale cho. Cái này em sale 140. Cái này tới 350. Cái đầm này mắc tiền lắm. Công chúa này lấy em 10 kg nữa nha, lấy cái này đi. 9 kg 10 kg nè. Cái này em sale 150 cho, 140. À, em lấy công chúa không 10 kg nữa, ok chị. Chị lấy cái màu vàng đây không? Màu vàng này tới 300 mấy luôn, hàng nó mắc tiền lắm. 9 kg 10 kg nè. Cái này em sale 130 đi, 130 còn cá. Sale 130 cho hết. 130.000, hàng này đẹp lắm. Màu vàng còn cá 10 kg. À, không em mua. À giống nhau rồi, màu hồng một cái 10 kg hồng. Công chúa hồng một cái 10 kg đẹp. À. Đây chị đẹp ơi, hồng 10 kg nè. Chốt chị hồng cái 10 kg. Rồi em la xíu để nghỉ. Bé mà hai cái giống nhau hả? Giống nhau mà kiếm hàng một kiếm. Hồng 10 18 không có sai. Không có sai thì đẹp ơi. Em coi kiếm cái nào hai cái đầm này chị. Mấy cái đầm này đẹp lắm. Là cái này không có cặp. Hay là chị tím. Từ từ em lấy size. Còn cái nào 10 kg mà cặp không?
Nhưng mà màu tím này mỗi mẫu màu tím hai cái mẫu khác nhau, tím này khác nhau này, một cái trễ vai. À, em một cái tím 14kg, một tím 14kg nha, ok nè. Tím 14kg em chốt chị cái nào đẹp đẹp nè. Đây chị lấy cái này 14kg cho em nha, cái này đẹp nè. 125k này chị. Vàng 9kg chốt cho em luôn, ok liễu nha chị liễu nè, 130. Cái này chị Hoàng Kim em chốt chị cái màu tím nó đẹp nha, màu tím đôi cá đẹp nè. Cái này cũng đẹp luôn, có một cái. Chốt cái này màu tím với chị nha, tím. Tím 18 nhưng có size chị, cái này em có size nhỏ. 18 ký, cho lấy cái màu đây cho em, có một cái 18 ký, lấy màu đây cho em 18 ký được không? Tím mới được không? Tím dai 18 ký nè. Cái này tím dai 18 ký, chị lấy cái này được không? Tím dai. Đây cái hồng có size không? Đây cái hồng chị. Hồng này có size. Chị lấy tím dai được không? Hồng hồng này, hồng này. Hồng này có size. Đây chị lấy cái hồng này có 18 ký nè. Hồng này em còn 2 cái, 18 ký có 20 ký cho em. Hồng này đẹp đó. 18 ký có 20 ký cho em nha. 16 ký có 20 ký cho em đầm hồng. Đầm hồng em còn 2 cái 16 ký. 16 ký tới 20 ký cho em nha, đầm hồng này. 16 đến 20 ký cho em nha. Em cái đầm màu vàng có sai không ta? Em lấy cái đầm màu vàng thì nó có sai cạch luôn. Rồi công chúa một vàng màu hồng, cái hàng này hàng cao cấp đó chị nha. Để em con lựa chị một cái, đây màu hồng này, màu hồng 16 ký tới là 20 ký nhất hồng. Tím không được hả? Tím không, cái tím tím dây thì được nha, tím là được này, chứ còn tím kia không vừa. Đây tím đây nha, em chút chị màu tím này được không? 16 ký em chút màu tím đây cho chị nha, ok chị nha. Em lấy tím đây cho chị nha. Còn là siêu phẩm luôn, cái hàng này em bán bao đẹp cho mấy chị 125.000, em bao chắc luôn. Về test hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đây nha, em chốt chị màu tím đây nha, tím. Em chốt chị màu tím đó. À tím đây có sao này, đây có tím đây con. Ồ ôi, chị lấy tím đuôi cá đây nè. Tím đuôi cá này có sao đến 10kg, mà có 10kg, 18kg có sao. À, chị chốt cặp đây giùm em cái. Em ta 18 cái vừa nè. Chị chốt cặp đây được không? 10 18 cái chị chốt cặp đuôi cá này, tím đuôi cá này có cặp cho bé chị này. 10 18 cái giùm nha. Lấy cặp đi à, lấy cặp đi á, cặp lấy cặp cặp đuôi cá đây. Em chốt cho cặp đuôi cá đây nha. Đây, 10kg và một cái 18kg cho em. Đây nha chị nha, em chốt chị một cặp đuôi cá đi nha. Đuôi cá tím đi. Rồi, chốt chị cặp đi. Em bỏ cái tím ở đây, em bỏ cái tím, bỏ cái tím. Rồi, đúng không? Cái này đi, từ từ cái này em chốt cặp cho chị. Vàng nó có cặp được không? Cá màu tím 16 ký đó chị, không có size, hết size mất chị được. Còn cái vàng là đẹp quá, nhức nách luôn. Mấy cái đầm vàng lễ lễ size, nhức nách luôn. 16 ký chị lấy cái đầm đầm đây nè chị. Chị liễu. Chị liễu lấy cái đầm màu vàng đây nè, có size còn 2 cái nè. Chị lấy đầm màu vàng đây đẹp nè. Vàng còn 14 ký không? Vàng còn 14 ký là chốt vàng đi em. Vàng còn 14 ký nè. Đây nha. Đây vàng 14 kg này, còn một cái đầm vàng lưới 14 kg, vàng lưới 14 kg này một cái. Đây còn mấy mã số 1 đi. Mã 1 này còn một cái 14 kg, mã 1 14 kg. Rồi. Cái này comment là mã số 2. Mã số 2 còn 14 kg em lấy cái đầm mã số 2. Mã 2 14 kg em. Hả? Mã 1 em chúc chị Hoàng Kim nha, mã 1 thì đẹp luôn nè. Đây. Có một cái lẻ lẻ size em chúc mấy chị nha. Đây, mã 1 này. Ở một em chốt chị Hoàng Kim là chị Liễu Nguyễn hết rồi. Cho mấy cái đầm này hàng siêu cấp luôn ha, 125.000 em bao giá mấy chị luôn. Dòng đấy người ta bán 350.000 hả? Người ta bán 350.000 á.
rồi em lại em vàng cặp ấy, ê vàng cặp nó sao được ta? Chị ơi vàng cặp đó nó không có vừa đâu, cái này to quá, cái này nhỏ quá. Con còn kiếm cái này cho chị nhá. Từ từ để em còn kiếm cái này chị, rồi để em kiếm chị một cặp nữa để em nghỉ la nha, chờ em xíu em kiếm một cặp nữa cho chị cho. Mê lắm mà. Đây từ từ hình em có màu hồng với chị nè. Cho chị xíu. Chị ơi, nãy chị chốt cái cặp màu gì á? Nãy chốt cái cặp màu gì chị á? Màu tím quá. Đây chốt chị cặp hồng. Đây chị đẹp ơi, em chốt chị cặp hồng được không? Cặp hồng này có size này, nên còn sót vi này, 10kg và 16 cái chút thì cặp hồng được không? Màu hồng cho em nha, hồng này, hồng nuôi cá chị lấy đây được không? Hồng nuôi cá cho em 10-16 cái, 10kg tất 20kg cho em này. Rồi là màu hồng, chị là chút hồng được không? Hồng, rồi ok chị chút cho cặp hồng đi, đẹp giả mang luôn. Em chút cho cặp hồng đi, rồi em chút cho cặp hồng nữa nha, một cặp nữa. Rồi em chốt cho cặp hồng nữa. Màu vàng đây cũng đẹp lắm. Vàng. Chị lấy vàng nữa không? Chứ là lấy vàng nữa không? Vàng còn 3 cái vàng này. Trời ơi, siêu phẩm đó chị. Mấy cái đầm này siêu phẩm á. Vàng nha, chị lấy vàng luôn, vàng. Vàng tầm bé 10kg nha. Cho tới rồi à. Em hai cặp Mickey với lại váy váy rin đỏ. Váy. Rồi, 16kg nha, đầm vàng này. 10kg 16kg đầm vàng cho nên còn mấy cái đầm vàng, chị lấy chút đầm vàng còn 3 cái đầm vàng. À, lấy cho một cái vàng nữa nha. Em buồn ngủ quá. Ok. Chốt cái vàng nữa em 14kg nha. Vàng là siêu phẩm đó. Vàng là siêu phẩm nha, hàng cực kỳ đẹp luôn, chất dẻ mềm. Chốt luôn cái vàng nữa nha. À cái hàng đó hả chị? Còn không ta? Vàng chốt hoàng kim nha. Hoàng kim đó vàng nè. Vàng hoàng kim. Nhung ơi, còn cái riêng bé gái á. À cái xếp Mickey bé gái màu xanh. Nó có xài nhí đúng không? Mickey bé gái màu xanh. Còn không? 18kg một màu xanh hay màu đậm? À, nhí á. 18kg. Bao nhiêu ký? Bao nhiêu ký vậy? Bao nhiêu ký? Số 4, số 3 hả? Mickey màu cam. 132 tây sơn em, đúng rồi. 132 tây sơn. Còn chỗ mấy? À lợi cỡ một cam á, một cam nó còn sai à? Đôi cam đó chị, cam cam xe đại không ạ? Xe đại không khỏi mình xếp riêng hết rồi đúng không? Riêng bé gái, bột thỏ, à bộ đó còn không? Đi chị coi này, còn 16 kia, đi chị coi thử, còn 18 kiếp mua sai nữa.
đinh vàng, những cái màu vàng đây chị. Này. Hai của hết sai. Có sai không? Chị nghĩ thì là hai số 3 số 10. Rồi hết luôn. Rồi em hết rồi chị đẹp ơi, hết rồi. Rồi em nghĩ like cho mấy chị đẹp nha. Ngày mai đi chị, ngày mai có hàng em lên cho. Trưa mai em like một ngày em like là hai buổi, buổi trưa và buổi chiều, buổi tối nha. Buổi trưa thường em like là từ 12 rưỡi em mới like. 12 rưỡi em like tới 1 rưỡi, 2 giờ kiếm là em nghỉ. Rồi tối em like từ 8 giờ em like tới 11 giờ. Đây, nghỉ nha cả nhà nha. 10 rưỡi, 11 rưỡi. Rồi em chào cả nhà, chúc cả nhà mình ngủ ngon. Em chào mấy chị đẹp nha. Trưa mai mấy chị theo dõi like cho em, trưa mai sẽ có hàng mới cho mấy chị ạ. Rồi em chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.